Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 70. Tề Dũng một mực cung kính đứng trong đại sảnh chờ, tựa như một cái tiểu học sinh chờ chủ nhiệm lớp giống nhau, một điểm ô tô nghiệp cự đầu cái giá cũng không có. Không bao lâu, Giang Sách đi ra. Ở hai người đối diện trong chớp mắt ấy, lẫn nhau cũng biết đối phương khẳng định không phải là cái gì giảm nhạt nhân vật. Đại lão đều có một loại khí chất đặc biệt, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó cùng chí hướng, chỉ cần một ánh mắt, cơ bản cũng biết đối phương là cái gì tài nghệ. Ngay từ đầu Tề Dũng còn lo lắng Giang Sách có tiếng không có miếng, nhưng cái này một ánh mắt đối diện, để hắn đối với Giang Sách yên tâm không ít. Tề Dũng vi vi khom người, dùng phi thường nhún nhường giọng, Giang thầy thuốc ngài khỏe, nghe nói ngài y thuật cao siêu, có thể khởi tử hồi sinh, ngày hôm nay ta đặc biệt tới bái phỏng. Hy vọng Giang thầy thuốc ngài có thể xuất thủ cứu giúp, đảm bảo ta một cái mạng. Thái độ như vậy xem như là cực kỳ tốt rồi. Giang Sách chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng, người đối với hắn khách khí như vậy khiêm tốn, na Giang Sách thông thường đều là sẽ không thấy chết mà không cứu được. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tề Dũng, nói rằng, thân thể của ngươi nhìn qua cũng không có khuyết điểm, hô hấp bình thường, sắc mặt hồng nhuận, nào có một điểm bị bệnh dáng vẻ. Chết, thì càng không thể nào nha. Quả thực, liền từ Tề Dũng trước mắt trạng thái đến xem, tinh thần tỏa sáng, cùng chữ chết là căn bản không hợp. Tề Dũng hướng phía Chu Vi nhìn một chút, nhỏ giọng nói rằng, Giang thầy thuốc, không nói dối ngài, ta phải loại bệnh này phi thường đặc thù, ta hy vọng tìm một chỗ không người từ từ nói cho ngài nghe. Tốt, Giang Sách mang theo Tề Dũng đi vào dịch kiếm đơn độc gian phòng nhỏ. Nơi này là dùng để chuyên môn tiếp đãi này có đặc thù bệnh tình, không có phương tiện cùng người khác nói bệnh nhân, tỉ như cần sảy thai gì gì đó. Nơi đây không ai, cách âm hiệu quả cũng phi thường tốt, người có thể đem bệnh tình nói cho ta nghe rồi. Tề Dũng nhìn chung quanh một chút quả thực an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem chính mình y phục mở ra, để lộ ra bên trong da, để lộ ra na một khối lại một khối màu đen vằn. Ác tâm, đáng sợ. Vậy như là bị nguyền rủa một cái vậy, màu đen vằn trải rộng toàn thân, giống như là ác ma con mắt. Giang Sách chứng kiến này hắc sắc vằn, nội tâm cũng là thất kinh. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có thấy qua bệnh như vậy chẳng, thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Hắn hỏi tới, ngươi là từ lúc nào phát hiện trên người có những thứ này vằn? Đại khái 10 tháng trước a, có một ngày buổi tối ta về nhà tắm. Liền phát hiện những thứ này vằn. Lúc đầu còn rất nhỏ, sau lại càng lúc càng lớn, rậm rạp chằng chịt toàn thân đều là, ta về nhà cũng không dám làm cho lão bà chứng kiến, rất sợ hù được nàng. Giang Sách lại hỏi, người biết là thế nào dính vào sao? Không biết, trước đây ta vẫn yên lành, sau đó có một ngày buổi tối ứng cái rượu cục, uống xong về nhà thì có. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cồn dị ứng, sau lại phát hiện căn bản không phải. Cái này dĩ nhiên không sẽ là cồn dị ứng. Cồn dị ứng cũng sẽ không ở trên người xuất hiện loại này hắc sắc vằn, nhìn qua liền tương đương ác tâm, thậm chí sẽ cho người sản sinh cảm giác sợ hãi. Giang Sách hỏi, biết cảm giác được đau đớn sao? Từng trận, Tề Dũng chỉ buồng tim của mình vị trí. Đau thời điểm, trái tim sẽ phi thường đau nhức, giống như là có một vạn cây cương đao đâm xuyên trái tim thông thường. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ có một hai lần a. Nhìn qua không ít bác sĩ, căn bản không dùng. Dừng một chút, Tề Dũng tiếp tục nói, đoạn thời gian gần nhất, hắc sắc vằn càng ngày càng rõ ràng, có rút đau đớn tần suất cũng biến thành càng cao. Sau đó, mỗi một lần đau đớn đều là tê tâm liệt phế. Tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng tiếp theo có rút đau đớn sẽ chết. Điểm này hắn nhưng thật ra nói đúng. Căn cứ thời kỳ tính toán, hậu thiên, bệnh tình của hắn sẽ phát tác. Một phát làm chắc chắn phải chết. Lúc đầu thân liệt hẳn là ở nơi này hai ngày cho hắn hàng, trợ giúp hắn áp chế bệnh tình phát tác, kết quả ngoài ý, tất cả hàng đều bị Nguyễn Bình Xương cho cướp đi. Mất đi hàng, bệnh tình không chiếm được áp chế, đợi Tề Dũng sẽ chỉ là một con đường chết. Tề Dũng dùng một đôi chân thành ánh mắt nhìn Giang Sách, cổ họng nghẹn ngào nói, ta có vợ con, có phụ mẫu cần chiếu cố, ta không thể chết được. Giang Sách ôn nhu nói, ta sẽ đem hết toàn lực bảo trụ mạng của ngươi. Nói, Giang Sách tự tay khoác lên Tề Dũng mạch đập, tiến hành cẩn thận kiểm tra, sau đó,
hắn càng là dùng ngân châm đối với Tề Dũng thân thể tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Kỳ quái! Giang Sách cau mày, trạng huống như vậy là hắn chưa từng có thấy qua. Này hắc ban giống như là từng cái nhà xưởng ống khói. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chế tạo đại lượng yên vụ ô nhiễm, đối với người thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Nếu như nói thân thể của nhân loại giống như là một cái thành thị. Kiện khang nhân thân thể, đó là trời xanh mây trắng, không khí trong lành, một mảnh chim hót hoa nở, bệnh nhân thân thể chính là khắp nơi đống rác thả. Rách nát không chịu nổi. Then chốt ở chỗ, Tề Dũng thân thể không thuộc về hai người này. Hắn không phải là kiện khang, cũng không phải toàn thân virus, trong cơ thể của hắn tràn đầy yên vụ. Giống như là khói mù giống nhau. Kỳ thực, bên trong thân thể hắn các hạng kiến tạo đều là hoàn thiện. Chỉ cần đem những này ống khói lớn cho nhổ, là có thể triệt để ngăn lại khói mù chế tạo, làm cho thân thể hắn thành thị khôi phục trời xanh mây trắng. Hắn các khí quan đều là không có vấn đề, cũng không có độc tố cảm hóa, đây chính là vì cảnh vật gì từ bề ngoài là nhìn không ra Tề Dũng thân thể ra vấn đề nguyên nhân, bởi vì hắn các hạng chỉ tiêu thực sự không thành vấn đề. Biết khó chịu, biết đau đớn, cũng là bởi vì này ống khói lớn, này không biết là gì đó hắc sắc vằn. Đã trừ vằn, là có thể cứu Tề Dũng mệnh. Vấn đề là, muốn thế nào đã trừ? Hiện tại Giang Sách ngay cả những thứ này vằn là cái gì cũng không biết, căn bản không minh bạch bên ngoài sản sinh nguyên lý, thì càng không muốn nói đem những này vằn cho xử lý xong. Nan đề, đó là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tề Dũng hỏi, Giang thầy thuốc, ta còn có chữa sao? Giang Sách thành thật trả lời, có chữa, cũng không còn chữa, nếu có thể biết rõ ràng hắc sắc vằn sinh ra nguyên nhân cùng nguyên lý. Không thể làm gì khác hơn là bệnh của ngươi liền dễ dàng nhiều. Bằng không, thúc thủ vô sách, như vậy đi, cho ta một chút thời gian, sáng sớm ngày mai ngươi tới nữa. Ta sẽ đem kiểm tra cặn kẽ phân tích báo cáo làm được, có một rõ ràng phương án trị liệu. Tề Dũng thâm thụ cảm động. Nhìn Giang Sách, nhìn lại thân liệt, đây hoàn toàn chính là thánh nhân cùng cặn phân biệt. Nếu như không phải là bị vội và bất đắc dĩ. Tề Dũng tuyệt đối sẽ không cùng thân liệt đám kia rác rưởi làm bạn. Nếu như Giang Sách có thể trị hết Tề Dũng bệnh, hắn nhất định sẽ cùng Giang Sách liên thủ, đem thân liệt thân hào bí mật khai ra. Giang Nam Khu, không thể từ vẽ thượng tập đoàn lũng đoạn. Hắn ở trong lòng yên lặng định ra rồi chú ý, nếu quả như thật không có thuốc nào cứu được, vậy hắn cũng sẽ đối với Giang Sách nói thật, chí ít. Không thể để cho chính mình chết vô ích. Hắn coi như muốn chết cũng phải tạo nên thân liệt thân hào làm đệm lưng. Nói cách khác, mặc kệ Giang Sách có trị hay không tốt Tề Dũng, hắn cũng có nói cho Giang Sách có quan hệ vẽ thượng tập đoàn bí mật, chính là thời gian vấn đề mà thôi. Na Giang thầy thuốc, ta hiện tại đi trở về, sáng mai 9 điểm, ta sẽ đúng giờ tới được. Có thể. Lập tức, Giang Sách tự mình tiễn Tề Dũng ly khai nhân trị y quán. Chân trước mới vừa đem Tề Dũng cho đưa đi, chân sau Nguyễn Bình Sương liền từ buồng trong đi ra, híp hai mắt nhìn về phía Tề Dũng bóng lưng, nói rằng, Giang tiên sinh, ngươi biết người đàn ông này là ai chăng? Giang Sách nói rằng, cũng không biết, bất quá, hắn mặc dù mặc rất đơn giản, cũng cố ý cải trang quát. Nhưng trong xương cái loại này khí phách là không giấu được. Người này, tuyệt đối là một đại nhân vật a. Nguyễn Bình Sương gật đầu, đúng là một đại nhân vật. Hắn gọi Tề Dũng, là Giang Nam Khu ô tô nghề chế tạo cự ngạc, cũng là vẽ thượng tập đoàn một phần tử. Đang vẽ thượng tập đoàn mới vừa xâm chiếm Giang Nam Khu thời điểm, Tề Dũng là chống lại tiên phong. Nhiều lần bị thương nặng vẽ thượng tập đoàn, nhưng không biết vì sao, sau lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu gia nhập vào vẽ thượng tập đoàn, không tiếc làm cho vẽ thượng tập đoàn hút máu, cũng muốn cùng vẽ thượng tập đoàn gắt gao buộc chung một chỗ. Hành động như vậy, quả thực quá mức quái dị. Giang Sách nói rằng, ta có một loại dự cảm, Tề Dũng biết gia nhập vào vẽ thượng tập đoàn, cam tâm tình nguyện bị thân thị huynh đệ bài bố, mấy đại khả năng với hắn được quái bệnh có quan hệ. Nguyễn Bình Sương hỏi, làm sao mà biết? Giang Sách nhún vai, chỉ là một dự cảm, không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Chỉ bất quá vẽ thượng tập đoàn nhóm này hàng quái dị như vậy, Tề Dũng bệnh, lại là quỷ dị khó giải, ta không tin hai người này trong lúc đó không có bất kỳ liên hệ. Nguyễn Bình Sương nói rằng, Giang Nam Khu vũng nước này, rất sâu ở đâu? Thân là khu trưởng,
ta phải ở về hưu trước đem vẽ thượng tập đoàn con vật khổng lồ này cho triệt để nhổ tận gốc, bằng không, ta chết cũng không thể nhắm mắt. Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, đối với đường phố trong ngõ hẻm, một gã tên khất cái nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng hướng người chung quanh ăn xin. Bất quá, hắn thỉnh thoảng đều sẽ hướng phía nhân trị y quán phương hướng nhìn lại, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhân trị y quán bên trong động tĩnh, cũng đừng là ở chứng kiến Tề Dũng, Giang Sách, Nguyễn Bình Xương thời điểm, sẽ canh chừng chặt hơn. Sắc trời bắt đầu tối, vẽ thượng tập đoàn nội bộ. Chủ tịch phòng làm việc. Thân Liệt cùng Thân Hào hai huynh đệ ngồi đối mặt nhau, ở giữa đặt một tấm bàn trà, hai người trong tay phân biệt mang theo một điếu thuốc lá, trầm mặc không nói. Căn cứ theo dõi truyền về tình báo, xế chiều hôm nay lúc ấy. Tề Dũng cư nhiên chạy đến nhân trị y quán cùng Giang Sách thấy, hơn nữa hai người đợi cùng một chỗ thời gian rất lâu. Hai cái đại nam nhân cùng tồn tại một phòng, muốn làm gì? Thân Liệt trong lòng tràn đầy lo lắng. Thân Hào nói rằng, ta nói cái gì kia mà, đã sớm hẳn là đem Tề Dũng tên khốn kiếp này giết chết rồi, buổi chiều lúc ấy nên lái xe đụng chết cái này vương bát cao tử. Hiện tại được rồi, hàng này chạy đi cùng Giang Sách tiết lộ bí mật của chúng ta, toàn bộ hết. Thân Liệt khoát tay áo, không nên đem sự tình nghĩ vô cùng ác liệt. Nếu như hắn thật là đi cho Giang Sách tiết lộ bí mật của chúng ta, người nghĩ rằng chúng ta bây giờ còn có thể như vậy an ổn ngồi ở đây. Hơn nữa, Tề Dũng có thể sống được hy vọng lớn nhất chính là chúng ta, hắn biết ngu xuẩn đến lúc này theo chúng ta náo bẻ. Thân Hào không nhịn được nói, không phải đi mật báo, na tìm Giang Sách làm cái gì. Bọn họ trước không có giao tình a. Thân Liệt suy nghĩ một chút, thôi chắc nói, ngươi cũng đừng quên, Giang Sách thân phận là bác sĩ, vẫn là thần y. Nếu ta đoán không lầm, Tề Dũng phải đi tìm Giang Sách đi chữa bệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tìm Giang Sách chữa bệnh, Thân Hào phốc suy vui vẻ, hắn cho rằng Giang Sách là ai? Đại La Kim Tiên sao? Là, ta thừa nhận Giang Sách y thuật quả thực lợi hại, trước cũng là bởi vì ta coi thường Giang Sách y thuật, đưa tới Giang Sách cùng Nguyễn Bình Xương tạo thành liên thủ. Nhưng là bây giờ vấn đề không giống nhau nha. Giang Sách coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng chữa cho tốt Tề Dũng bệnh. Không có nhóm hàng kia, người nào chữa đều không tốt. Hơn nữa đừng nói không có hàng. Cho dù có hàng nơi tay, cũng chỉ bất quá là hết khả năng áp chế mà thôi. Muốn triệt để trị tận gốc, đó là người si nói mộng. Nếu có dễ dàng như vậy liền chữa cho tốt, vẽ còn tập đoàn cũng sẽ không khả năng dễ dàng như vậy ở ngắn ngủi 10 tháng chỉ có thể hoàn thành đối với Giang Nam khu xâm chiếm. Thân Liệt nói rằng, điểm này ngươi biết ta biết, nhưng Tề Dũng không biết a. Hơn nữa coi như hắn biết, đối với một kẻ hấp hối sắp chết mà nói, tổng hội ôm một phần ảo tưởng không thực tế, ảo tưởng một phần vạn có thể trị hết đâu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bây giờ Tề Dũng đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Trạng thái của hắn bây giờ là khẳng định không chữa khỏi. Thậm chí sẽ nhớ muốn kéo chúng ta hai huynh đệ làm chịu tội thay. Cho nên, chúng ta muốn đuổi tại hắn đối với chúng ta động thủ trước, đối với hắn động thủ trước. Hơn nữa tận khả năng làm thành ngoài ý muốn, miễn cho khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Nghe thế, Thân Hào cười ha ha, đã sớm hẳn là làm như vậy. Đại ca bọn ngươi tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người giết tên khốn kiếp kia. Nói xong, Thân Hào xoay người rời đi, một bộ cao hứng không được dáng vẻ, hắn gần nhất qua quá khó tiếp thu rồi, đã sớm muốn tìm người chút giận một chút, hiện tại được rồi, Tề Dũng đưa tới cửa. Không phải là làm thành ngoài ý muốn, để hắn chết chẳng phải kỳ quặc nha, dễ dàng. Rời đi đại lâu văn phòng sau đó, Thân Hào ngay lập tức sẽ cho quản gia gọi điện thoại, giúp ta giết một người, Tề Dũng. Nhớ kỹ, muốn làm thành ngoài ý muốn, những người khác hỏi tới chúng ta cũng tốt có mượn cớ. Miễn cho tạo thành diện tích lớn khủng hoảng. Quản gia đáp ứng một tiếng, không có vấn đề. Sắc trời càng đen hơn. Tề Dũng đón xe về nhà. Ở xe hành xử đến một nửa thời điểm, ngăn chặn. Toàn bộ trên đường ngựa xe như nước, trận được kêu là một cái chật như nêm cối, tại chỗ phạt đứng nửa giờ, nửa bước khó đi, không biết có bao nhiêu chiếc xe ngăn ở trên đường, di chuyển cũng không nhúc nhích được. Chuyện gì xảy ra, xuống xe đi xem, Tề Dũng vốn là tâm phiền ý loạn, hiện tại càng khó chịu rồi.
Tài xế đẩy cửa ra chạy đến phía trước nhìn kết quả, không bao lâu sau chạy trở về, nói rằng, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, hơn 20 chiếc xe đụng vào nhau, đường toàn bộ đều tê liệt, không biết từ lúc nào mới có thể khơi thông. Tề Dũng phiền không được. Hắn hướng phía sau nhìn một chút, phát hiện ở phía sau cũng có một hàng dài xe. Muốn rời khỏi cũng không thể. Đây là tiến cũng không được, thối cũng không xong, giống như là sandwich giống nhau bị kẹp ở giữa. Rất là khó chịu. Dựa theo cái này nhịp điệu, sợ là không có 5, 6 tiếng cũng đừng nghĩ về nhà. Làm sao bây giờ? Tề Dũng tức giận đem trong tay Khả Nhạc đập vào xe chỗ tựa lưng trên, hận không thể tìm mấy người đi đánh lộn tài Cao Hưng Thịnh. Tài xế cũng rất là xấu hổ. Hắn quay đầu nhìn xuống bên cạnh, đề nghị thầy cai, hiện tại trận nghiêm trọng như vậy, không bằng ngài đi làm đường sắt ngầm A. Trực tiếp tọa ngũ đứng ra, sau đó đánh, tổng cộng không dùng được nửa giờ thì đến nhà rồi. Đây cũng là một biện pháp. Tuy nói lấy Tề Dũng thân phận không nên đi tàu địa ngầm, nhưng đều lúc này, tính mạng của hắn rất có thể chỉ còn cuối cùng 3 ngày không tới dáng vẻ, tổng không đến mức lãng phí ở kẹt xe lên đi. Làm. Tề Dũng đẩy cửa ra đi xuống, trực tiếp lướt qua đường cái, từ đường sắt ngầm cửa đi vào. Đang nhìn Tề Dũng đi vào đường sắt ngầm cửa sau đó, tài xế trên mặt lộ ra một tia phi thường đáng giá ngoạn vị biểu tình. Tựa hồ là đang cười trộm, vừa tựa hồ đối đãi một người chết. Loại ánh mắt đó, khiến người ta sợ. Lại đi qua thật dài cầu thang sau đó, Tề Dũng mua tấm vé, đi qua áp máy móc đi vào, tìm kiếm 2 đường số. Lúc này đường sắt ngầm người bên trong cũng không nhiều, cùng bên ngoài xe kia thủy mã long đường so với, thời khắc này đường sắt ngầm bên trong rất trống trải, Tề Dũng đi thẳng tới 2 đường số. Đứng ở trạm xe lửa bên đài trên. Bởi vì 2 đường số xây dựng niên đại tương đối lâu đời, thời điểm đó trình độ kỹ thuật còn không cao, kiến tạo đường sắt ngầm các phương diện đều có nhất định chỗ thiếu hụt. Chuyến này tuyến đường sắt ngầm là không có có cửa an toàn. Có, chỉ là trên đất vàng nhan sắc tiêu ký tuyến, khoảng cách trạm xe lửa đài còn có một thước dáng vẻ. Tề Dũng tâm phiền ý loạn, chưa bao giờ đi tàu địa ngầm chính hắn lúc này tuyệt không tình nguyện đợi 2 đường số đường sắt ngầm đến. Thỉnh thoảng hướng phía xa xa nhìn lại. Càng xem, càng nhanh, liền tám nhất trung văn võng càng dễ dàng ra cạm bẫy. Tề Dũng trực tiếp không để mắt đến trên đất vàng nhan sắc 1 mét tiêu ký tuyến. Cất bước càng đi qua. Làm sao còn chưa tới? Đường sắt ngầm cũng kẹt xe sao? Tề Dũng không nhịn được lẩm bẩm. Đang nói, liền nghe được liên tiếp ô thanh âm ô ô, 2 đường số đường sắt ngầm đã sắp muốn lái tới. Loại thời điểm này tất cả mọi người biết lui trở về an toàn tuyến trong vòng, kiên trì chờ. Nhưng Tề Dũng không có. Hắn liền lăng lăng nhìn, căn bản không có coi ra gì, ở tàu điện ngầm gần vô cùng thời điểm mới bắt đầu lui về phía sau. Như vậy mặc dù không an toàn, cũng không phù hợp quy định, nhưng kỳ thật dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nhưng hôm nay chính là không bình thường. Đang ở Tề Dũng lui về phía sau trong quá trình. Ở sau người xếp hàng một đôi tiểu tình nhân đột nhiên cãi lộn, thậm chí động thủ. Nam trực tiếp cho nữ một cái tát. Nữ nóng nảy, hai tay dùng sức đẩy ở tại nam bả vai ra, đem nam bỗng nhiên đẩy về phía trạm xe lửa bên đài duyên. Trong miệng còn la to, người đi chết đi. Đàn ông kia chính là như vậy xảo, trực tiếp đụng vào Tề Dũng trên người. Lúc đầu tiểu tình nhân chính là ở Tề Dũng phía sau xếp hàng, cái này đẩy. Trực tiếp tới cái vẫy tay núi đánh nghiêu, đem nam đẩy tới Tề Dũng trên người, Tề Dũng một cái lảo đảo. Hướng phía trạm xe lửa bên đài duyên đi tới. Vừa mới Tề Dũng kỳ thực đã đứng gần vô cùng rồi, 1 mét không đến. Lúc này lại bị kết kết thật thật va vào một phát, trực tiếp liền hướng trước chui ra đi mấy bước, một cước đạp không, cả người rơi ở tàu điện ngầm trong đường hầm mặt. Phanh! Tề Dũng thành thành thật thật ngã tại đường hầm trên. Đau đều không bỏ dậy nổi. Lập tức, tất cả mọi người luống cuống. Đặc biệt vậy đối với tiểu tình nhân, liền vội vàng tiến lên đi, muốn đem người cấp cứu đi ra, cái khác quần chúng cũng đều xông tới muốn hỗ trợ. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Đường sắt ngầm rất nhanh thì đến. Loại thời điểm này coi như muốn dừng lại đều làm không được, to lớn quán tính làm cho đường sắt ngầm nhanh chóng từ mọi người trước mặt xẹt qua. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Đường sắt ngầm đã lái đi.
Tề Dũng thậm chí cũng không có tới kịp kêu to, na đường sắt ngầm liền từ trên người của hắn nghiền ép lên đi, tánh mạng của hắn cứ như vậy chung kết ở tại đường sắt ngầm bên trong. Phốc suy, một đống lớn hiến máu từ trong sân ga đường hầm lắp bắp đi ra, đứng ở trước mặt nhất tiểu tình nhân bị hiến máu cho trực tiếp xối. Tràng diện huyết tinh không ngớt. Chết, một đời ô tô nghề nghiệp cự ngạc, cứ như vậy không giải thích được bỏ mạng tại đường sắt ngầm bên trong. Là ngoài ý muốn, cũng không phải ngoài ý muốn. Hiến máu từ đường sắt ngầm lắp bắp đi ra, nhiễm đỏ sân ga bên tiểu tình nhân, hai người giống như thạch điêu giống nhau sững sờ ở hiện trường, triệt để bối rối. Chu Vi này vốn chuẩn bị đi lên giúp một tay quần chúng, lúc này cũng đều ngây tại chỗ. Có chút lực ý chí tương đối kém nữ sinh, thậm chí trực tiếp liền nôn mửa liên tục. Căn bản chịu không nổi lớn như vậy lượng hiến máu. Sợ đến tiếng thét chói tai liên tục. Rất nhanh, đường sắt ngầm liền ngừng lại, sau một lát cảnh sát đến, tiến hành hiện trường xử lý. Người chết thân phận rất nhanh thì bị xác định ra, là Giang Nam khu ô tô cự ngạc Tề Dũng. Trong lúc nhất thời, tin tức bất hính nhi tẩu, truyền khắp toàn bộ Giang Nam khu. Buổi tối, Giang Sách lái xe về đến nhà, đem áo khoác cởi ném vào trên ghế salon, mới vừa hoạt động hai cái xương ống chân chuẩn bị đi ăn. Thê tử Đinh Mộng Nhiên liền đi qua đây. Lão công, tin tức lớn. Làm sao vậy? Giang Nam khu ô tô cự ngạc Tề Dũng chết ngoài ý muốn. A, à, Giang Sách tương đương giật mình, so với bình thường người càng thêm giật mình, như vậy một cái ô tô nghiệp cự ngạc chết. Đúng là nhất kiện khiến người ta cảm thấy khiếp sợ sự tình, bất quá Giang Sách khiếp sợ không chỉ có riêng là những thứ này. Phải biết rằng, ban ngày Tề Dũng mới vừa tới thăm bệnh. Muốn làm cho Giang Sách chữa cho tốt trên người của hắn hắc sắc vằn. Giang Sách còn hẹn hắn ngày mai gặp mặt. Kết quả, vào lúc ban đêm Tề Dũng liền chết, đây không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm A. Giang Sách đem tin tức tìm kiếm đi ra một cái tiến hành kiểm tra, nhìn bề ngoài, đây đúng là nhất kiện ngoài ý muốn, này một đôi tiểu tình nhân đánh lộn đưa đến Tề Dũng tử vong. Thế nhưng, như vậy ngoài ý muốn không khỏi cũng quá ngoài ý muốn. Làm sao đúng lúc như vậy liền đụng phải tai nạn xe cộ? Làm sao đúng lúc như vậy, tai nạn xe cộ bên cạnh chính là đường sắt ngầm? Như thế nào đúng lúc như vậy, cái này một đôi tiểu tình nhân đánh lộn liền đụng phải Tề Dũng? Tất cả không khỏi đều quá xảo hợp hơi có chút, ngược lại có vẻ có điểm tận lực. Nếu như nói ngày hôm nay Tề Dũng chưa có tới tìm Giang Sách, như vậy Giang Sách có thể còn sẽ không nghĩ quá nhiều. Hết lần này tới lần khác đang ở Tề Dũng tìm Giang Sách sau đó xảy ra ngoài ý muốn, cái này không khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều một chút. Tề Dũng trên người na kỳ quái hắc sắc vằn, có thể chính là hắn chết ngoài ý muốn trực tiếp mồi dẫn hỏa. Mà ra tay nhân, vô cùng có khả năng chính là thân liệt. Nghĩ đến đây, Giang Sách thì càng thêm không dám khinh thường rồi, nhanh lên ngồi xuống, đem Tề Dũng hết thảy số liệu đều đặt ở trên bàn trà, tỉ mỉ nghiên cứu. Văn học quán nghiên cứu cái gì? Đinh Mộng Nhiên hỏi. Tề Dũng ban ngày tìm ta xem bệnh, buổi tối liền xảy ra bất chắc chết, mà hắn hết lần này tới lần khác lại là vẽ còn tập đoàn vô cùng trọng yếu một phần tử. Cho nên ta cảm thấy được phương diện này là có văn chương, nếu như tỉ mỉ điều tra, có thể phát hiện đầu mối trong đó. Vậy ngươi phát hiện cái gì sao? Tạm thời còn không có, chỉ biết là Tề Dũng có vô cùng nghiêm trọng tật bệnh. Tựa hồ vẫn là bệnh bất trị, ta không biết cái này tật bệnh cùng vẽ còn tập đoàn có quan hệ gì, nếu có thể làm rõ ràng điểm này, vẽ còn tập đoàn bí mật có lẽ sẽ giải quyết dễ dàng. Giang Sách ở hết sức chăm chú nghiên cứu, Ninh Mộng Nhiên liền an tĩnh ngồi một bên bồi bạn, nàng rất thích loại cảm giác này, có một loại hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm cảm giác. Rất thoải mái, rất ấm áp. Nghiên cứu hồi lâu, Giang Sách còn không có bất luận phát hiện gì. Vì vậy hắn nhớ tới đến khi đó Tề Dũng nói một câu nói, rõ ràng nhớ kỹ Tề Dũng đã từng nói, hắn là ở một lần rượu cục sau đó mới rồi loại bệnh này. Rượu cục? Ở nơi nào? Giang Sách ngay lập tức sẽ mở ra điều tra, không đến 10 min thì có manh mối, là ở Giang Nam khu nhất đẳng đại tửu điếm hằng danh tiếng tửu điếm. Nơi này bữa tiệc liền một chữ đắt. Ở chỗ này ăn, không nhất định ăn ngon, nhưng nhất định là đắt tiền. Ở chỗ này tổng cộng chia làm thiên địa nhân ba đẳng cấp ghế lô, trong đó tiện nghi nhất người tự bao xương đều phải 500 ngàn,
thiên tự bao xương còn lại là 2 triệu khởi bước. Trên không phải ngừng phát triển. Căn cứ Giang Sách điều tra, Tề Dũng là ở một cái thiên tự bao trong mái hiên mặt ăn cơm, sau đó thì phải bệnh. Thiên tự bao xương, thiên hạnh vườn. Giang Sách lập tức cấp Nước Bình gửi một cái tin nhắn ngắn, hằng danh tiếng tửu điếm, thiên tự bao xương, thiên hạnh vườn. Ngày mai cả ngày bao. Để điện thoại di động xuống. Giang Sách rụi rụi con mắt, cùng thê tử Đinh Mộng Nghiên cùng đi ăn. Ngày kế, Giang Sách một mình lái xe tới đến rồi hằng danh tiếng tửu điếm. Dừng hẳn xe sau, hắn đẩy cửa ra hướng phía cửa chính quán rượu phương hướng đi tới. Mới đi ra khỏi mấy bước, liền nghe được có người sau lưng la lớn, Giang Sách. Là ngươi sao? Ân. Giang Sách xoay người nhìn lại, phát hiện ở sau người cách đó không xa có một dáng dấp phi thường gầy nam tử, không biết, còn tưởng rằng đó là một con hầu tử rồi. Người này là Giang Sách khi còn bé bạn chơi hầu Quang Uy. Bởi vì dáng dấp quá gầy, tất cả mọi người quản hắn là hầu tử. Hầu tử. Giang Sách rất là ngoài ý muốn, có thể ở loại địa phương này cùng đồng hương gặp mặt. Kỳ thực, khi còn bé Giang Sách cùng phụ thân từng tại nông thôn ở qua một đoạn thời gian, thời điểm đó tiểu Giang Sách cùng hầu Quang Uy là vô cùng tốt bạn chơi, chỉ là sau lại Giang Sách theo phụ thân rời đi, chỉ có cùng hầu Quang Uy cắt đứt liên lạc. Hiện tại tái kiến, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tuy là đã có hơn 10 năm sắp 20 năm không có gặp mặt, ban đầu tiểu Nam Hải cũng đã sớm trưởng thành đại nam nhân, thế nhưng như trước có thể liếc mắt nhận ra đối phương. Đây chính là tình hữu nghị. Hầu Quang Uy đi ra phía trước nói rằng, Giang Sách, nghe nói người gần nhất lẫn vào khá tốt, còn tưởng là lên Giang Nam khu người tổng phụ trách, thật là lợi hại. Giang Sách khoát tay áo, ta cũng sớm đã rời trước rồi. Đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, so với ta thứ quỷ nghèo này tốt sinh ra. Lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục nói, Giang Sách. Hôm nay ngươi cũng là đến tham gia mập mạp tiệc sinh nhật sao? Mập mạp, chính là trong nhà làm nhận thầu nhà kia con trai, mập mạp Lưu Đông A, ngươi quên sao? Trước đây ngươi bình thường đánh hắn kia mà. Vừa nói như vậy. Giang Sách nhưng thật ra nghĩ tới, quả thật có chuyện như thế. Còn nhớ lúc nhỏ, Lưu Đống bởi vì trong nhà có tiền. Dung mạo so với người bình thường tráng một vòng, bình thường khi dễ người khác, đặc biệt Hầu Quang Uy, Giang Sách làm Hầu Quang Uy bản thân, mỗi lần đều sẽ đứng ra. Thời điểm đó Giang Sách mặc dù không có Lưu Đống tráng, nhưng là lại biểu diễn ra mạnh vô cùng thiên phú chiến đấu, mỗi khi đem Lưu Đống đánh chết khiếp. Toàn bộ thôn trên. Lưu Đống cũng chỉ sợ Giang Sách một người. Đương nhiên, sau lại Giang Sách ly khai, Lưu Đống liền triệt để vô pháp vô thiên, xưng vương xưng bá, không có ai lại có thể chế tài hắn. Ngày hôm nay, chính là Lưu Mập Mạp tiệc sinh nhật A. Giang Sách từ tốn nói. Lại nói tiếp cũng khéo, không nghĩ tới Lưu Đống cư nhiên sẽ ở hằng danh tiếng tửu điếm định ra ghế lô, cùng chính mình giống nhau. Đang nghĩ ngợi, một cái bụng phệ nam tử đã đi tới. Vừa đi vừa cầm cây quạt phiến bụng của mình, giống như là nhị sư huynh chuyển thế đầu thai giống nhau. Không là người khác, chính là Lưu Đống. Hắn hướng về phía Hầu Quang Uy nói rằng, khỉ ốm, lại chạy tới thẳng cật thẳng hát rồi. Hầu Quang Uy cười hắc hắc, sinh nhật ngươi không phải mời người cả thôn sao? Ta cũng tới ăn một bữa cơm, không quá phận à? Lưu Đống nở nụ cười, ta là mời người cả thôn không giả, thế nhưng ngươi, xem như là người sao? Nghe thế dạng nói, Hầu Quang Uy sắc mặt khó coi, lúc đầu vô cùng cao hứng tới dùng cơm, kết quả lại bị nhân ra cho khách sáo, ai đây trong lòng dễ chịu được. Không có biện pháp, ai bảo nhân ra có tiền. Hầu Quang Uy nắm đấm nắm chặt, hàm răng cắn lộp bộp vang, rất muốn động thủ đi đánh Lưu Đống một quyền, là một nam nhân đều sẽ có xúc động như vậy, đây chính là nhân cách bị vũ nhục. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không có động thủ. Đầu tiên không nhân ra có tiền, thứ nhì cũng đánh không lại Lưu Đống, liền Lưu Đống na khôi ngô thể trạng, không phải Hầu Quang Uy cái này tiểu con khỉ ốm có thể so với. Lưu Đống nở nụ cười, ha ha, quả nhiên là một phế vật, từ nhỏ đã uất ức. Trưởng thành vẫn là uất ức, ngươi a, cả đời chính là một kẻ bất lực. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh từ Hầu Quang Uy phía sau đi ra. Không biết vì sao, Lưu Đống bỗng nhiên cảm giác một hồi sợ. Không tự chủ được lui về phía sau hai bước, tập trung nhìn vào.
mới nhớ người trước mắt là ai. Giang Sách, đã sắp xỉ 20 năm không có gặp mặt, Lưu Đống thiếu chút nữa không có nhận ra Giang Sách. Bất quá, Giang Sách nà ánh mắt sắc bén cũng không có biến hóa, quá khứ mỗi một lần Lưu Đống chứng kiến ánh mắt kia, giống như là thỏ chứng kiến liệp ưng giống nhau, sợ toàn thân run. Lần này đồng dạng không ngoại lệ. Hắn nuốt nước miếng một cái, làm sao, lại muốn thay hầu tử xuất đầu sao? Giang Sách từ tốn nói, nếu như ngươi nghĩ nói, ta có thể thử xem. A hát, Lưu Đống cũng không dám cùng Giang Sách cứng lại, khi còn bé một lần lại một lần bị Giang Sách ấn trên mặt đất đánh no đòn tràng diện hắn có thể không thể quên được. Nhưng là không thể cứ như vậy nhận tung a. Lưu Đống nói tiếp, Giang Sách, ta nhớ được trong danh sách không có ngươi a, làm sao, không mời mà tới, không biết xấu hổ như vậy sao? Hết thảy thôn dân đều hướng phía Giang Sách đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Đầu năm nay còn có tới ăn quỵt. Hầu Quang Uy mau đánh giảng hòa. Lưu Đống. Lưu Đống trừng mắt liếc hắn một cái, Lưu Đống cũng là ngươi xứng kêu. Ngạch, Lưu lão bản, Hầu Quang Uy ăn nói khép nép nói, Giang Sách tốt xấu là chúng ta khi còn bé bạn chơi, để hắn tham gia lần này tiệc sinh nhật, không có quan hệ gì a. Lưu Đống mặt lạnh, không nói lời nào. Lúc này, một gã thôn dân đột nhiên hô, ai, thôn trưởng tới, đại gia nhanh đi nghênh tiếp a. Hết thảy thôn dân đều đi tới cửa. Lưu Đống liếc nhìn Giang Sách, lạnh rên một tiếng, xoay người đi về phía cửa nghênh tiếp thôn trường. Hầu Quang Uy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Giang Sách nói rằng, lão Giang A, người cũng đừng sức sống, tiến nhập xã hội chính là như vậy, ai có tiền người đó liền giọng lớn. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng khó chịu cũng phải nhịn lấy. Ngươi nếu như cứng rắn cùng Lưu Đống đối nghịch, chỉ biết đưa tới càng thêm hung mãnh trả đũa. Không có biện pháp, ai bảo ta không có tiền. Ai? Sau đó, đại gia nghênh tiếp thôn trường tiến nhập tửu điếm ghế lô. Đây là một gian cũng đủ dung nạp 40 người bao xương lớn, tràn đầy một vòng lớn. Ngồi đầy người. Thôn trường ngồi ở đối diện cửa chủ vị, mà Lưu Đống an vị ở thôn trưởng bên người, những thôn dân khác dựa theo địa vị xã hội lần lượt ngồi xuống. Khoảng cách Lưu Đống càng xa. Đó chính là địa vị xã hội càng thấp, càng không có tiền. Giang Sách, Hầu Quang Uy hai người, an vị ở Lưu Đống đối diện mặt, bởi vì ở mọi người trong tưởng tượng, hai người bọn họ tại chỗ có thôn dân chung, là lẫn vào kém nhất. Không bao lâu, rượu và thức ăn tất cả lên rồi. Sơn chân hải vị, món ăn quý và lạ mỹ vị, món chính ăn sáng hơn 100 dạng, mỗi người trước mặt đều bày một chai giá trị mấy trăm thượng đẳng hảo tửu. Như thế một bàn đồ ăn, không có 300,000 căn bản sượng mặt. Cộng thêm phục vụ phí, ngọn đèn nơi sân phí, phải ở chỗ này định lớn như vậy một cái ghế lô làm tiệc sinh nhật, đó chính là 500.000 khởi bước. Một chữ, hào. Một gã nữ nhân thôn dân cầm điện thoại di động lên một bên chụp ảnh vừa nói, đây là ta đời này ăn rồi một bữa cơm thịnh soạn nhất rồi. Những người khác nhao nhao phụ họa. Đúng vậy. Một bữa cơm ăn tươi ta hơn mấy năm tiền lương, thực sự thổ hào. Này cũng phải cảm tạ Lưu Đống a, nếu không phải là người ra, chúng ta ở đâu có tư cách tới nơi này ăn. Đối với, Lưu lão bản mấy năm nay buôn bán lời không ít tiền, người cũng hào phóng, là chúng ta học tập tấm gương, không giống một ít người. Bình thường ngay cả một bóng người cũng không thấy, vừa nghe đến ăn, hắc. Người đã tới rồi. Lời này rõ ràng cho thấy châm chọc Giang Sách. Đương nhiên cũng là vì lấy lòng Lưu Đống. Chúng thôn dân nhao nhao cười to. Lưu Đống phi thường hài lòng, giơ ly rượu lên cùng mọi người cạn một ly, sau đó lại rót đầy một ly, đứng lên cho thôn trưởng mời rượu. Thôn trưởng, đa tạ ngài năm đó đối với ta dốc lòng tài bồi. Ta mời ngài một ly. Ai yêu, Lưu lão bản khách khí. Thôn trưởng nhanh lên bưng ly rượu lên đáp lễ. Một ly uống xong, Lưu Đống không khỏi cảm khái. Không biết thôn trường còn nhớ hay không được. Năm đó ta gì cũng sẽ không, mỗi ngày đều bị ngài cho răn dậy, nói ta sau này sẽ là cái bồi bàn. Nhớ kỹ khi đó người thích nhất chính là Giang Sách, mỗi ngày ngay trước thôn dân mặt biểu dương hắn. Thôn trường biến sắc, lắc đầu nói rằng, ai, thế sự vô thường a. Kỳ thực a, khi còn bé thật xấu căn bản cũng không có thể quyết định một người cả đời thành tựu. Tỷ như ngươi Lưu Đống, khi còn bé thì không được. Nhưng nhìn ngươi bây giờ,
đại kim vòng trang sức, tiểu kim đồng hồ, thỏa thỏa đại lão bản, nhìn nhìn lại Giang Sách, ngay cả phần thỏa đáng công tác tìm khắp không. Cái này, chính là chênh lệch a. Ta hiện tại cũng muốn hiểu, đối nhân xử thế muôn ngàn lần không thể trước mắt, nếu như các ngươi đều cùng Giang Sách giống nhau, gì đều không được. Vậy làm sao đền đáp tổ quốc, vì dân hiệu lực a? Thôn trường cùng Lưu Đống một trận lẫn nhau thổi phồng. Hai người bọn họ là thư thái, nhưng bàn đối diện Giang Sách lại bị bọn họ làm thấp đi, cái gì cũng sai. Làm Giang Sách bạn bè, Hầu Quang Uy tức giận đến nắm chặt nắm tay. Lần nữa tự nói với mình phải nhẫn nại, không thể cùng những người có tiền này đối kháng chính diện. Hết lần này tới lần khác, Thôn Hoa lại mở miệng nói, Lưu lão bản cùng thôn trường nói đúng vô cùng. Nhớ năm đó, ta còn thầm mến qua Giang Sách, lòng đang ngẫm lại quả thực không dám tưởng tượng. Ta thực sự là mắt bị mù mới có thể thích cái loại này chỉ biết đọc chết sách ngu ngốc. Nếu như ta gả cho Giang Sách, ai yêu, thì sẽ cùng cái kia Đinh Mộng Nghiên giống nhau, bị hắn vứt bỏ tại gia thủ sống quả, ngẫm lại đều đáng sợ nha. Đại gia nghe xong, nhao nhao cười ha ha. Thôn Hoa tiếp tục nói, Lưu lão bản, ta bây giờ là thực sự hối hận, năm đó ngươi cho ta viết thư tình bày tỏ thời điểm, ta vì sao sẽ không đồng ý. Lưu Đống sửng sốt một chút. Ta cho ngươi viết qua thư tình sao? Thôn Hoa Kiều sẵn giọng, chết hình dáng, còn không thừa nhận. Rõ ràng thì có viết qua. Lưu Đống cười ha ha, hình như là viết qua, vậy ngươi bây giờ gả cho ta cũng không trễ a, có thể coi ta nhị nãi nha. Chán ghét ở đâu? Bàn ăn bầu không khí ngược lại là vô cùng náo nhiệt, chỉ là những lời này nghe được tuyệt không thoải mái. Lưu Đống như chúng tinh phùng nguyệt, hưởng thụ mọi người thổi phồng. Mà Giang Sách thì trở thành mọi người trò cười. Chỉ cần là thôn dân tụ hội, tổng hội xuất hiện như vậy một cái, người đáng thương. Nguyên bản ngày hôm nay người đáng thương này chắc là Hầu Quang Uy đảm đương, kết quả bởi vì Giang Sách đến, đại gia đem tất cả hỏa lực đều đặt ở Giang Sách trên người. Thứ nhất là bởi vì bọn họ cho rằng bây giờ Giang Sách nghèo. Thứ hai, cũng là bởi vì bọn họ năm đó hoặc nhiều hoặc ít đều nịnh bợ, lấy lòng qua Giang Sách. Lúc này chứng kiến Giang Sách cô đơn, liền đều muốn đạp lên một cước. Cho nên tràng diện tuy là náo nhiệt, nhưng bữa cơm này, Giang Sách ăn khẳng định khó chịu. Vốn cho là lão thôn dân gặp mặt ôn chuyện một chút. Ai có thể nghĩ, biến thành bây giờ lần này cục diện. Sốt cục, làm Giang Sách bạn bè, Hầu Quang Uy cũng nữa nghe không nổi nữa, hắn nặng nề vỗ xuống bàn, hét lớn, được rồi. Lập tức, toàn trường an tĩnh. Lưu Đống mắt lạnh nhìn Hầu Quang Uy, ngốc rắm Hầu, người nghĩ tạo a. Hầu Quang Uy cắn răng nói rằng, không phải là hoa 50 vạn đặt bao hết mời ăn rồi bữa cơm nha. Phải dùng tới từng cái ưỡn mặt a rua nịnh hót sao. Ác tâm. Hơn nữa, cái này ghế lô cũng chính là nhân tự bao xương, hàng danh tiếng tửu điếm tốt nhất đó là nhất đẳng tổng thống ghế lô, 2 triệu ăn một bữa cơm. Lưu Đống, người có bản lãnh đi bao thiên tự bao xương a. Tràng diện một lần tương đương xấu hổ. Lưu Đống nhẹ nhàng để chén rượu xuống, giọng nói lạnh lùng nói ra, ngốc rắm Hầu. Ngươi biết cái gì gọi là không biết xấu hổ sao? Lão tử hoa 50 vạn mời mọi người ăn cơm, làm sao, mời sai lầm rồi sao? Còn muốn ta hoa 200 vạn đi bao thiên tự bao xương, ha ha, miệng môi trên đụng môi dưới thật đơn giản, ngươi tại sao không đi bọc? Đừng nói thiên tự bao xương rồi, ngốc rắm Hầu. Cái này nhân tự bao xương ngươi có thể bao sao? Hắn đẩy ra chén rượu, rượu tát đầy đất. Ngốc rắm Hầu, chỉ cần ngươi bằng lòng lót cái này nhân tự bao xương tiền, ta liền thừa nhận ngươi kiểu như trâu bò, ta liền cho ngươi chịu nhận lỗi. Ta liền chủ động lanh lẹ cút ra khỏi tửu điếm. Thế nào, ngươi đệm sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Hầu Quang Uy. Hắn xấu hổ cúi đầu, hồi lâu sau. Tuyệt không tranh khí nói ba chữ ta không phải đệm. Không phải đệm, liền câm miệng cho lão tử. Lưu Đống ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống Hầu Quang Uy, lên mặt nạt người. Lúc này, một mực yên lặng mặc ăn cũng không mở miệng nói chuyện Giang Sách lau miệng, giọng ôn hòa nhẹ nhàng nói câu, vậy nếu không, ta lót. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Giang Sách trên người. Mọi người nhìn nhau. Cũng hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ tai ra rẽ, Giang Sách cái này nghèo đinh đương vang lên mặt hàng, cư nhiên chủ động ứng ra 50 vạn ghế lô phí.
Gia Châu không khỏi thổi có chút lớn a. Lưu Đống nếu không có sức sống, ngược lại cười ha hả nói, tốt nhất. Vậy hãy để cho chúng ta kiến thức một chút hình đại lão bản xa hoa. Không đợi Giang Sách đáp lại, một bên Hầu Quang Uy sợ đến nhanh lên bưng bít Giang Sách miệng, sau đó hướng về phía mọi người vui a a nói rằng, cái kia. Ta theo Giang Sách a, vừa mới chính là cùng đại gia mở ra một vui đùa, sinh động một cái bầu không khí. Không coi là thật, không coi là thật. Một đám thôn dân nhao nhao quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Không có tiền còn muốn trang bị xiên, thật là có đủ không biết xấu hổ. Lưu Đống lạnh lùng nói rằng, ta hôm nay hảo ý dùng tiền mời mọi người ăn cơm, không cầu các ngươi niệm tình ta tốt, ngược lại ở nơi này ý vị sống mái với ta, đây là cái đạo lý gì? Thôn trường lập tức phụ họa nói, Lưu lão bản ngươi đừng sức sống, đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập, người có tiền nhất định sẽ đưa tới nhất bang bệnh đau mắt, không phải ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên. Thôn Hoa cũng mở miệng hát đệm, lúc đầu hảo đoan đoan một bữa cơm, ăn thành cái dạng này, thực sự là mất hứng. Gọi nói, có chút rõ ràng chưa từng xuất hiện ở người trong danh sách, thì không nên ngồi ở đây cái trong phòng. Ai nói không phải, chính mình không có bản lĩnh còn chưa tính, nhân gia Lưu lão bản hảo ý dùng tiền mời khách. Còn đối nhân gia, cùng loại rác dưới này cùng nhau ăn cơm, ta đều cảm thấy ác tâm. Người nào đó, mời chủ động điểm, chính mình cút có được hay không? Tất cả mọi người hướng về Lưu Đống, ý vị đạp mạnh Giang Sách. Không kỳ quái, đầu năm nay ai có tiền người đó chính là gia, mặc dù đại gia đã từng đều là thôn dân, hiện tại cũng đều chỉ nhận có tiền. Lưu Đống vi vi ngẩng đầu lên, vô cùng khinh thường nhìn Giang Sách. Hắn rất hưởng thụ thời khắc này bầu không khí. Hầu Quang Uy càng nghe càng khó chịu, ngày xưa thôn dân lúc này từng cái diện mục khả tăng, hướng về phía hắn cùng Giang Sách một trận của trách, từng cái hô để cho bọn họ cút đi, điều này thật làm cho Hầu Quang Uy tổn thương thấu mới. Người nghèo, chí ngắn. Không có tiền liền đáng đời bị người coi thường a. Hầu Quang Uy buông lỏng tay ra, cười khổ một tiếng, bữa cơm này là khẳng định ăn không vô nữa. Ai? Lúc này, Giang Sách nhìn Hầu Quang Uy na biệt khuất dáng vẻ. Mỉm cười nói, hầu tử, xem ra nơi đây cũng không hoan nghênh chúng ta. Vừa vặn, ta cũng hiểu được nhân tự bao xương cơm nước thực sự khó có thể nuốt xuống, không bằng chúng ta đi thiên tự bao xương ăn cơm đi. Lời này vừa nói ra, gây nên toàn trường chợt cười. Lưu Đống cười đùa nói rằng, chỉ các ngươi hai cái mặt hàng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ kia nghèo kiết hủ lậu dạng, còn đi thiên tự bao xương ăn. Ta nhổ vào, các ngươi xứng sao? Hầu Quang Uy rất là xấu hổ. Hắn không hiểu nhìn về phía Giang Sách, không rõ vì sao Giang Sách hôm nay là làm sao vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần khoác lác. Trước tiên là nói về muốn ứng ra 50 vạn ghế lô phí, còn nói muốn đi thiên tự bao xương ăn. Đây không phải là điên rồi sao? Nhớ kỹ khi còn đi học nhi Giang Sách không có yêu đồ mặt dày thói quen a, thế nào? Mấy năm nay ở ngoại cảnh đem tập tính đều cho cải biến. Đối mặt mọi người cười nhạo cùng chẳng đáng, Giang Sách cười một tiếng chi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, người bán hàng. Lập tức, một gã tuổi còn trẻ đẹp trai người bán hàng đã đi tới, khách khí hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ. Giang Sách nói rằng, ta muốn mở một gian thiên tự bao xương. Cùng bằng hữu đi tới ăn. Toàn trường ánh mắt của người đều nhìn lại. Làm cái gì, cư nhiên thật muốn mở thiên tự bao xương. Lưu Đống dọa run một cái, lòng nói, chẳng lẽ Giang Sách giả heo ăn hổ, thật sự có tiền. Không nhìn ra a. Bất quá Giang Sách trước làm qua người tổng phụ trách, tuy là trần từ, nhưng một phần vạn còn giữ tiền đâu. Lúc này, chợt nghe người bán hàng mở miệng nói, xin lỗi, tiên sinh, thiên tự bao xương nhất định phải đặt trước. Hơn nữa, người bán hàng cố ý quan sát liếc mắt Giang Sách, có chút giọng nói bất thiện nói rằng, hơn nữa người bình thường là căn bản hẹn trước không tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường chợt cười. Lưu Đống cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn một bên cười vừa nói tốt, cái này xiên giả bộ được kêu là một cái hay a. Biết rõ thiên tự bao xương không thể lâm thời đặt hàng, liền cố ý ngay trước tất cả mọi người mặt đặt hàng thiên tự bao xương, giống như là hắn muốn đặt hàng mà tửu điếm không cho giống nhau. Trên thực tế, liền đờ cây em không có tiền đặt chỗ này trang bị.
Thôn Hoa nói rằng, cái này kịch tình ta tại sao dường như ở nơi nào xem qua nha. Bên cạnh một người phụ họa nói, đương nhiên xem qua, một năm kia bản sơn lão sư tiểu phẩm, cái này thật không có còn nhớ rõ sao. A hát, nghĩ tới, không thiếu tiền đúng vậy. Ai yêu, trước đây đều cho rằng chỉ có thể ở trên TV xem tiểu phẩm, ngày hôm nay xem như là nhìn thấy hiện trường biểu diễn. Đúng vậy, muốn thật có tiền, đã sớm trước giờ đặt xong, ai sẽ hiện trường đặt hàng a? Rõ ràng không có tiền còn muốn trang bị cho chúng ta xem, đều đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Những thôn dân này, người một lời ta một lời, đem Giang Sách tại chỗ chê cười giống nhau xem. Không khí của hiện trường một lần đẩy về phía núi cao. Hầu Quang Uy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ai, ta không có tiền liền cẩn thận trang bị kinh sợ không phải xong chưa? Giang Sách ngươi nói ngươi, gắng phải thể hiện, lúc này trang bức hay sao phản bị sét đánh đi? Mất mặt a. Giang Sách cười khổ lắc đầu, làm sao tự mình nghĩ ăn một bữa cơm khó khăn như vậy rồi? Hắn rồi hướng người bán hàng nói rằng, ta nhớ được các ngươi rượu nơi này điếm lão bản là Mạnh Đồng a. Ngươi gọi hắn tới đây một chút. Người bán hàng vui vẻ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hằng danh tiếng quán rượu lão bản há là ngươi nói thấy chỉ thấy. Hắn khinh thường nói, xin lỗi, lão bản chúng ta không ở. Không ở. Hiển nhiên là một câu lý do. Toàn trường tiếng cười càng thêm kịch liệt, thậm chí, cười đều nhanh muốn lạc nhịp thở. Bọn họ bây giờ không có gặp qua muốn Giang Sách loại này rõ ràng không có tiền còn gắng phải trang bị một lần thất bại còn trang bị hai lần, ba lần ngu ngốc. Thật là thú vị cực kỳ. Bất đắc dĩ, Giang Sách chỉ phải lấy điện thoại cầm tay ra, cấp nước bình gọi điện thoại. Thông suất, bình nước, ta hiện tại hằng danh tiếng người của quán rượu chữ ghế lô. Ngươi làm cho Mạnh Đồng xuống tới một chuyến, ta có việc tìm hắn. Tốt, cúp điện thoại. Giang Sách không nói câu nào, kiên nhẫn cùng đợi. Người bán hàng còn ở bên cạnh châm chọc khiêu khích nói, vị tiên sinh này, ta cảm thấy được ngài có thể là uống nhiều rồi. Nếu không ngươi đi ra ngoài tỉnh lại đi rượu. Thôn Hoa vừa cười vừa nói, hắn không phải uống nhiều rượu. Hắn là dám ăn nhiều, còn gọi điện thoại làm cho Mạnh Đồng lão bản tới gặp hắn, hắn là cái thá gì. Cười ngạo ta, Lưu Đống cười đều không thở được, phất phất tay. Nói rằng, Giang Sách a, người người này thực sự là. Ta đều không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt nữa. Đến chết vẫn sĩ diện, không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào cứu được a. Đang phục vụ viên khinh bỉ chung, ở các thôn dân cười nhạo chung, ở Hầu Quang Uy thở dài chung, liên tiếp tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Người bán hàng hữu ý vô ý quay đầu nhìn thoáng qua. Liền liếc mắt. Sợ đến nụ cười trên mặt nhất thời cương cố ở. Không tự chủ được tiếng hô, ông chủ khỏe. Người tới, chính là Mạnh Đồng. Đang nghe phục vụ viên một tiếng, ông chủ khỏe, sau đó. Toàn bộ bao xương tiếng cười đều ngừng trệ rồi. Mọi người không dám tin tưởng nhìn về phía chạy tới nam tử, đó chính là hằng danh tiếng quán rượu lão bản Mạnh Đồng, người bình thường căn bản ngay cả thấy hắn tư cách cũng không có. Mà giờ khắc này Mạnh Đồng. Tránh vội vàng hoảng sợ chạy tới, thần sắc khẩn trương. Cái này, không đợi đại gia phản ứng kịp, chỉ thấy Mạnh Đồng chạy tới Giang Sách trước mặt, cung kính, khách khí bái một cái, hô, Giang Đồng tốt. Giang, Đồng, trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều cương cố ở. Phải biết rằng, Mạnh Đồng có thể tính được là có mặt mũi đại nhân vật, nhưng chính là đại nhân vật như vậy, cư nhiên cũng sẽ đối với Giang Sách như vậy tôn kính. Không riêng gì tôn kính, nhất định chính là sợ. Na một tiếng, Giang Đồng tốt, càng là đem không khí náo nhiệt cho xuống tới băng điểm. Đùa gì thế? Bị chúng thôn dân cười nhạo vô năng, không có tiền Giang Sách, lại bị Mạnh Đồng tôn kính như vậy, càng là xưng hô một tiếng, Giang Đồng, vậy nói rõ Giang Sách thân phận địa vị nhất định phải ở Mạnh Đồng trên. Đó là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, coi như là Lưu Đống. Ở Mạnh Đồng trước mặt cũng đều là cái bất nhập lưu mặt hàng. Có thể để cho Mạnh Đồng một mực cung kính người, phi phú tức quý, tuyệt đối là nhất đẳng đại nhân vật. Lập tức, toàn trường thôn dân đều ngu. Bọn họ vừa mới còn cười nhạo Giang Sách là ở không có tiền cứng rắn trang bị xiên, kết quả đâu? Nhân ra Giang Sách là thật có thực lực có được hay không?
nhưng thật ra bọn họ đám người này, từng cái diện mục khả tăng rất. Lưu Đống những người đó sắc mặt phi thường xấu xí, từng cái cùng ăn mù tạc giống nhau, khó chịu muốn chết. Bọn họ trong đó rất nhiều người đều ở đây âm thầm hối hận, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Giang Sách dù sao đã từng làm qua người tổng phụ trách, tuy là Trần Tư. Nhưng không có nghĩa là nhân gia liền thực sự không đáng giá một đồng nha. Bọn họ chỉ là chứng kiến Giang Sách cùng Hầu Quang Uy chơi đến cùng nhau, liền nông cạn cho rằng Giang Sách cũng sẽ muốn Hầu Quang Uy giống nhau nghèo rớt mùng tơi, đây là 10 phần sai. Thế nhưng lúc này đã trễ, hiện tại còn muốn hối hận đều đã không còn kịp rồi. Rất nhiều thôn dân nhìn nhau, cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, nếu như lúc này lại nhảy đi qua thổi phồng Giang Sách, na không khỏi cũng quá tức cười. Nhưng lại biết đắc tội Lưu Đống. Cuối cùng, bọn họ từng cái đều cúi đầu, một câu nói đều không nói được. Tương đối khó chịu. Thôn trưởng cùng thôn hoa mới là khó xử nhất hai người. Hai người bọn họ tao ngay cả chiếc đũa đều cầm không được. Thôn trưởng vừa mới nói cái gì Giang Sách chỉ là khi còn bé lợi hại, lớn lên thì không được. Trên thực tế, Giang Sách sau khi lớn lên vẫn như cũ không phải Lưu Đống loại tiểu nhân vật này có thể so sánh. Còn như thôn hoa, năm đó nàng cũng không có biện pháp gả cho Giang Sách, hiện tại thì càng thêm không thể nào. Giang Sách vô luận như thế nào cũng sẽ không coi trọng một cái như vậy ngoạn ý. 50 vạn đặt bao hết nhân tự bao xương, cũng đã làm cho những thôn dân này kích động vạn phần, đủ để chứng minh bọn họ thật là chưa từng thấy qua cảnh đời gì. Na 200 vạn đặt bao hết thiên tự bao xương, càng là bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đi rồi địa phương. Bất quá, có một người ngày hôm nay ngược lại là có thể đi xem một chút. Đó chính là Hầu Quang Uy. Giang Sách đứng lên vỗ vỗ Hầu Quang Uy bả vai, Hầu Tử, đi, chúng ta cùng đi thiên tự bao xương ăn, không muốn tại loại này giá rẻ địa phương ăn. 50 vạn ghế lô, ở Giang Sách trong miệng cư nhiên trở thành, giá rẻ địa phương, tấm tắc, khẩu khí này thực sự là quá. Bên trong phòng những người này nghe xong, mỗi một người đều mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Quả thực, 50 vạn đối với Giang Sách mà nói căn bản cũng không gọi sự tình. Còn như Na Lưu Đống, càng là triệt để bị thương tâm, khi còn bé liền nhiều lần bị Giang Sách khi dễ, cho rằng sau khi lớn lên có thể dùng tiền tới nghiền ép Giang Sách, ai biết, lại một lần nữa bị Giang Sách khi dễ rồi. Một màn này, liền cùng khi còn bé giống nhau như đúc. Hắn khi dễ Hầu Quang Uy, sau đó Giang Sách đến giúp Hầu Quang Uy xuất đầu, trải qua mười mấy 20 năm, vẫn là một dạng quá trình, không chút nào từng cải biến. Lưu Đống hàm răng lạc cắn, nắm tay nắm chặt. Hắn rất muốn giáo huấn Giang Sách, nhưng làm không được. Luận đánh lộn, 10 cái Lưu Đống đều đánh không thắng Giang Sách, luận thân phận địa vị, Lưu Đống lại bị Giang Sách hung hãn hạ thấp xuống. Vậy làm sao bây giờ? Hoàn toàn sẽ không được so với. Giang Sách, chính là mọi thứ đều so với Lưu Đống cường, thật là người so với người làm người ta tức chết, chuyện không có biện pháp. Nhị vị, xin theo ta lên lầu, đi thiên tự bao xương, Mạnh Đồng nói rằng. Sau đó, ở Mạnh Đồng dưới sự hướng dẫn, tại mọi người na ước ao, kinh ngạc, bất đắc dĩ trong ánh mắt, Hầu Quang Uy hấp ta hấp tấp đi theo Giang Sách phía sau, đi thiên tự bao xương. 200 một phần vạn bữa cơm, đây chính là những thôn dân này cả đời cũng không dám nghĩ sự tình. Nhiều tiền như vậy, đều có thể ở tại bọn hắn trong thành mua 6 phòng, không đúng. Là 2 bộ phòng. Dùng 2 bộ phòng tiền tới ăn một bữa cơm, đây là bực nào xa xỉ. Những thôn dân này chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Sớm biết, bọn họ liền theo Giang Sách, không phải cùng Lưu Đống rồi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hối hận a, nhưng lại hối hận, 200 một phần vạn bỗng nhiên cơm nước. Đều không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Bên kia. Hầu Quang Uy theo Giang Sách lên lầu, đi tới thiên tự bao xương, môn đẩy mở, Hầu Quang Uy cả người liền ngây ngẩn cả người, trong nơi này vẫn là cái gì phản điếm, nhất định chính là cung điện. Phục trang đẹp đẽ, tráng lệ. Quả thực liền cùng vương công quý tộc cung điện giống nhau như đúc. Bên ngoài nhà giàu trình độ, làm cho Hầu Quang Uy thậm chí cũng không tốt ý tứ cất bước đi vào. Giang Sách hỏi, làm sao không vào đi? Hầu Quang Uy khoát tay áo, quên đi, ta không vào, cao quý như vậy địa phương, ta đây chủng bần nông làm sao có tư cách đi vào.
vạn nhất đem người ta sàn nhà cho làm dơ, vậy cũng không tốt. Loại này khắc ở trong xương cốt phức cảm tự ti, làm cho Hầu Quang Uy căn bản cũng không biết xấu hổ đi vào. Giang Sách nở nụ cười. Hắn chẳng phân biệt được mọi việc, trực tiếp kéo lại Hầu Quang Uy ống tay áo. Mạnh mẽ kéo hắn đi vào thiên tự bao xương. Hầu Quang Uy có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đi ở bên trong, cảm giác mỗi một bước đều là hạnh phúc như vậy, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Tốt huyễn sắc, tốt lóa mắt. Nhị vị, mời ngồi. Giang Sách cùng Hầu Quang Uy ngồi xuống, Mạnh Đồng tự mình an bài cơm nước, 108 nói đồ ăn từng cái đã bưng lên. Hầu Quang Uy trợn cả mắt lên rồi. Hắn bình thường ở nhà cũng chỉ ăn một món ăn, nếu như một ngày kia có thể ăn được hai món ăn, chính là vượt qua ngày lễ, ăn ba đạo đồ ăn, na phải đợi sinh nhật hoặc lễ mừng năm mới. Như loại này 108 nói món ăn bữa tiệc lớn, hắn đời này cũng chưa từng ăn, không đúng, là ngay cả xem cũng không có xem qua. Hai chữ, xa hoa lãng phí. Giang Sách, như vậy thật sự rất tốt sao? Chúng ta vẻn vẹn hai người mà thôi. Căn bản là không ăn hết. Quá phô trương lãng phí a. Không quan hệ, không ăn hết, tửu điếm có xử lý phương pháp. Sẽ không lãng phí, người ăn hết mình là được rồi, những thứ khác cũng không cần muốn. Hầu Quang Uy cũng không để ý rồi, từng ngụm ăn. Vì có thể quyền lợi tối đại hóa, hắn là một ngụm rau dưa đều không ăn, một viên hạt gạo cũng không đụng, chuyên ăn những thịt kia. Còn không ăn thịt gà, thịt vịt. Chuyên ăn đắt tiền thịt. Cá nóc, tổ yến, hải sâm, cá muối. Cái gì đắt ăn cái gì, từng ngốn nhai, lối ăn được kêu là một cái xấu xí, nhìn Giang Sách đều nhanh muốn cười lên tiếng rồi. Xem Hầu Quang Uy ăn khoảng khắc, Giang Sách xoay người nhìn về phía Mạnh Đồng, hỏi chính mình hôm nay tới nơi này mục đích thực sự. Ô Tô Nghiệp đại ngạc đủ dũng, ở người bên này ăn cơm xong a? Ăn xong, Tề lão bản thường xuyên đến. Ân, Giang Sách lấy ra một tấm da, nói rằng, đại khái 10 tháng trước, Tề lão bản ở ngươi nơi đây ăn cơm xong, đây là thái đơn. Ở ăn xong bữa cơm này sau đó, hắn thì phải một loại phi thường hiếm thấy bệnh. Nói cũng không nói gì tẫn, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Mạnh Đồng sắc mặt trắng bệch, Giang Đồng, cái này Tề lão bản sinh bệnh theo chúng ta phản điếm không hề có một chút quan hệ a. Thật không có. Thật không có. Giang Sách khẽ cười một tiếng, đưa tay cầm lên chén rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói rằng, suy nghĩ kỹ một chút. Mạnh Đồng khẳng định nói, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có a, tửu điếm chúng ta vô cùng sạch sẽ, căn bản không khả năng xuất hiện loại này khiến người ta ăn chuyện bị trúng độc. Trúng độc. Giang Sách đột nhiên nhìn chằm chằm Mạnh Đồng, ta nói là bị bệnh, ngươi lại nói với ta là trúng độc. Mạnh Đồng, ngươi có chuyện a? Mạnh Đồng thần tình ngay lập tức sẽ luống cuống. Hắn nuốt nước miếng một cái, vừa cười vừa nói, ta chính là trong chốc lát nói sai mà thôi, không có vấn đề, ngài không nên suy nghĩ quá nhiều. Giang Sách gật đầu, tốt, ta minh bạch thái độ của ngươi rồi. Mạnh Đồng cười cười, ta có thể có cái gì thái độ? Đơn giản chính là giải bày sự thực mà thôi, mời Giang Đồng ngài không nên suy nghĩ nhiều. Ta sẽ không suy nghĩ nhiều, ngươi có thể đi. Là, Mạnh Đồng cho rằng Giang Sách thực sự cứ như vậy buông lỏng bỏ qua hắn, xoay người muốn đi. Nào ngờ, hắn mới vừa đi ra ngoài hai bước, một cây ngân châm liền từ phía sau bay tới, lập tức liền đâm vào Mạnh Đồng huyệt vị trong, theo sát mà, Mạnh Đồng cảm giác toàn thân vô cùng ngứa. Cảm giác kia, giống như là bị muỗi cắn một cái lại một cái bao. Nhột không gì sánh được. Ai nha? Mạnh Đồng nhanh lên tự tay đi bắt. Nhưng bắt bên trái bên phải ngứa, bắt bên trên phía dưới ngứa, toàn thân cao thấp cùng nhau ngứa, không đến 30s thời gian, Mạnh Đồng không chịu nổi. Hắn nằm ở trên mặt đất, điên cuồng cầm lấy, gãi, đem y phục đều cho cởi, hận không thể dùng hỏa để nướng mình mới tốt. Ngứa, ngứa quá a. Đang dùng cơm Hầu Quang đe dọa một cái cú sốc, lăng lăng nhìn, một bên nhai thịt rắn vừa nói, ai yêu, Mạnh tiên sinh ngài đây là thế nào? Chả thế nào nằm trên mặt đất. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi trợ giúp Mạnh Đồng, đã bị Giang Sách cho tự tay ngăn cản. Giang Sách từ tốn nói, người sở dĩ ngứa, là bởi vì không có nói thật. Bị báo ứng. Lời như vậy nhất định là lừa gạt tiểu hài tử.
nhưng Giang Sách nói như vậy, liền đại biểu hắn có biện pháp ngăn cản nhốt tiếp tục, có thể để cho Mạnh Đồng khôi phục kiện khang, điều kiện tiên quyết là Mạnh Đồng phải nói ra tình hình thực tế, làm cho Giang Sách biết muốn biết đồ đạc. Mạnh Đồng nhột không gì sánh được, dùng sức gãi, trên người rất nhiều nơi đều cào ra tiên huyết. Hắn khóc cầu xin tha thứ, van cầu ngài, không muốn lại như thế dằn vặt ta thực sự cái gì cũng không biết. A hát, vậy ngươi tiếp tục. Mạnh Đồng trên mặt đất lật qua lật lại, thống khổ bất kham. Hơn 10 giây sau, hắn tuyệt vọng nói rằng, sự kiện kia là vẽ thượng tập đoàn làm cho làm, không phải ta muốn làm, Giang Đồng, ta biết ngươi là Giang Sơn ấn nhân, đắc tội không nổi. Vấn đề là, các ngươi hai đại đầu sỏ đấu pháp, có thể hay không muốn tạo nên chúng ta những nhân vật nhỏ này làm con cờ thí a? Mạnh Đồng cũng không dám đắc tội vẽ thượng tập đoàn, lại không dám đắc tội Giang Sơn ấn. Thế khó xử. Bất quá có đôi lời là, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Nếu như hắn không nói thật, Na Giang Sách sẽ làm cho hắn ăn cái này thua thiệt trước mắt. Giang Sách nói rằng, chúng ta Giang Sơn ấn cùng vẽ thượng tập đoàn bất cộng đái thiên, ăn ngay nói thật, vẽ thượng tập đoàn cũng sẽ không đem sự tình trách tội đến trên đầu của ngươi, chỉ biết tới theo chúng ta Giang Sơn ấn tiếp tục đối với khiêng, ngươi không cần có chút lo lắng. Muốn bình thường nói như vậy, Mạnh Đồng chắc chắn sẽ không phản ứng. Nhưng bây giờ bất đồng. Giang Sách vừa nói như vậy, coi như là cho rồi Mạnh Đồng một cái hạ bậc thang, về sau coi như là vẽ thượng tập đoàn hỏi tới, hắn cũng có thể có một lý do. Vì không hề gặp dằn vặt, Mạnh Đồng phi thường bất đắc dĩ nói, ngày nào đó Tề Dũng Tề lão bản hẹn rất nhiều đại lão bản tới nơi này ăn, uống rượu, vẽ thượng tập đoàn thân hào phó đồng liền an bài ta tự mình cho Tề Dũng rót rượu. Hắn cho ta một cái đặc thù bầu rượu, vàng dòng chế tạo, vì Tề Dũng chuyên môn thiết kế. Ta cũng không biết cái rượu kia ấm có vấn đề gì, chỉ là dựa theo thân hào yêu cầu đi làm, cho Tề Dũng rót rượu làm cho hắn uống xong. Lúc đó Tề Dũng cũng không có vấn đề gì, tất cả nhìn qua đều là bình thường, ai cũng không muốn cái gì. Giang Sách hỏi, đã như vậy, vậy tại sao ngươi muốn nói Tề Dũng trúng độc? Bởi vì, Mạnh Đồng nuốt nước miếng một cái, nói rằng, bởi vì sau lại ta đang xử lý bầu rượu thời điểm, phát hiện trong bầu rượu một mảnh đen nhánh. Đồng thời có một cỗ mùi hôi thối, Na rõ ràng ngay cả có độc. Lúc đó Tề Dũng không có việc gì, không có nghĩa là về sau cũng không còn sự tình. Cho nên Giang Đồng ngài vừa mới nói với ta Tề Dũng hắn bị bệnh, ta mới có thể đoán được, hắn cũng không phải là nhiễm bệnh mà là trúng độc. Cái này Giang Sách xem như là hiểu. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, thân hào hoặc giả nói là vẽ thượng tập đoàn vì khống chế Tề Dũng, liền cho Tề Dũng uống rượu bên trong hạ độc. Làm cho Tề Dũng chịu đến nguy hiểm tánh mạng. Tề Dũng vì tự bảo vệ mình, hay hoặc là vì hài tử, thê tử, phụ mẫu không thể không sống, nhất định phải đi tìm vẽ thượng tập đoàn thu được giải dược. Thân thị huynh đệ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đem giải dược cho ra đi. Đại khái suất là muốn cầu Tề Dũng gia nhập vào vẽ thượng tập đoàn, mới sẽ đem giải dược cho đến Tề Dũng. Bằng mọi cách rơi vào đường cùng, Tề Dũng chỉ phải bằng lòng. Cái này có thể giải thích, vì sao ngay từ đầu đang vẽ thượng tập đoàn tiến nhập Giang Nam khu thời điểm, Tề Dũng là phi thường chống cự, thậm chí làm cầm đầu đại ca tự mình chống đỡ, nhưng sau lại không giải thích được gia nhập vào vẽ thượng tập đoàn. Tề Dũng trước sau hành vi phi thường đột ngột. Không muốn bất luận cái gì quyền lợi, tình nguyện bị hút máu. Cũng muốn vô điều kiện bằng lòng gia nhập vào vẽ thượng tập đoàn. Bên ngoài nguyên nhân, chính là Tề Dũng trúng độc. Mà chỉ có thân thị huynh đệ có thể giải độc. Một chiêu này, thật sự là hung ác a. Ở Tề Dũng sau đó, rất nhiều người cũng đến nhờ cậy vẽ thượng tập đoàn. Không cần suy nghĩ, khẳng định cũng là bị thân thị huynh đệ lợi dụng phương thức giống nhau khống chế được. Toàn bộ Giang Nam khu một nhóm lớn người, cứ như vậy bị thân thị huynh đệ khống chế gắt gao. Vẽ thượng tập đoàn tự nhiên mà vậy lớn lên. Lại sau đó, vẽ thượng tập đoàn bằng vào độc dược cùng cự vô phách vậy thể số lượng mạnh mẽ chinh phạt, ngắn ngủi trong vòng 10 tháng. Đem chọn cái Giang Nam khu bỏ vào trong túi. Đương nhiên, trong thời gian này bởi Nguyễn Bình Sương được bệnh nặng, cũng cho thân thị huynh đệ thi triển thủ đoạn thời gian cùng không gian. Lợi hại. Giang Sách thực sự rất khó tưởng tượng, hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, lại còn có thể chế tạo ra như vậy tinh vi độc dược. Chỉ có thân thị huynh đệ có thể giải.
những người khác không giải được. Không thể không bội phục. Giang Nam Khu những đại lão này đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ nhất định là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn nhờ cậy vẽ thượng tập đoàn, triệt để trị tận gốc, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Coi như là Giang Sách, đang nhìn qua Tề Dũng bệnh tình sau đó, cũng là thúc thủ vô sách. Loại độc chất này, Giang Sách đều không giải được, thì càng không cần phải nói người khác. Không biết vì sao, Giang Sách đột nhiên nghĩ đến Thiên Long Bát Bộ bên trong cố sự linh thú cung cung chủ Thiên Sơn Đồng Mỗ vì khống chế 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ. Cho bọn hắn toàn bộ trồng sinh tử phù, từ nay về sau, không người dám phản kháng linh thú cung. Vẽ thượng tập đoàn cách làm, cùng linh thú cung giống nhau như đúc. Thực sự không nghĩ tới, thân thị huynh đệ lại có thể sở hữu có thể so với Thiên Sơn Đồng Mỗ thủ đoạn. Lợi dụng dường như sinh tử phù một dạng độc tới khống chế Giang Nam Khu các đại thế lực. May mà Tôn ở nói tương đối nhỏ tâm kính thận, cũng đủ thông minh, mới không có trúng chiêu. Nếu như ngay cả Tôn ở nói đều bị hạ độc, na Giang Sách sợ là ngay cả điểm dừng chân cũng bị mất. Hiện tại, Giang Sách đại thể biết vẽ thượng tập đoàn thủ đoạn, nhưng chỉ là lý giải vẫn là còn thiếu rất nhiều, Giang Sách nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết. Không cần suy nghĩ nhiều, biện pháp giải quyết duy nhất chính là chế tạo ra giải dược. Nếu như giải dược bị thân thị huynh đệ điều khiển, đây cũng là ý nghĩa Giang Nam Khu những người này vĩnh viễn không có khả năng phản bội thân thị huynh đệ, dù sao mạng của bọn họ nắm giữ ở tay người ta chung. Mà nếu như Giang Sách có thể chế tạo ra giải dược, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Giang Nam Khu những người này có thể không cần lại chịu đến thân thị huynh đệ kiềm chế. Trực tiếp đối kỳ phản kháng. Giải dược, phải như thế nào chế tác? Giang Sách còn không đầu tự. Hắn xem qua Tề Dũng bệnh trạng, căn bản là vô tòng hạ thủ. Giang Sách tự lẩm bẩm, nếu thân thị huynh đệ có thể chế tạo ra giải dược, vậy tại sao ta không thể? Nhất định có biện pháp. Hắn khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên, Giang Sách nghĩ tới một việc, nếu như thân thị huynh đệ có giải dược lời nói. Vì sao Tề Dũng còn muốn tìm đến mình? Tề Dũng sẽ phát tác, hắn phương thức cao nhất nhất định là đi tìm thân thị huynh đệ. Thế nhưng hắn không có. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ, giờ này khắc này thân thị huynh đệ trong tay cũng là không có giải dược. Tại sao sẽ như vậy? Giang Sách rất thông minh, hắn đã nghĩ tới đáp án. Ba chữ người sống đời sống thực vật. Nhóm kia ở thân liệt khẩu trung xưng là, hàng. Người sống đời sống thực vật, có 99% xác suất chính là chỗ này chủng đặc thù độc dược giải dược, có nhóm này hàng, là có thể chế tạo ra giải dược, trợ giúp Giang Nam Khu những đại lão kia kéo dài sinh mệnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Giang Sách cùng Nguyễn Bình Sương đột nhiên liên thủ tuôn ra, đem người sống đời sống thực vật toàn bộ đều mang đi. Không còn một mống. Người sống đời sống thực vật không có, giải dược sẽ không có. Tề Dũng mệnh, bằng cũng mất. Tề Dũng tìm đến Giang Sách, chính là vì lần gắng sức cuối cùng, kỳ vọng Giang Sách có thể đủ cường hãn y thuật cứu hắn một mạng. Đáng tiếc Giang Sách cũng không thể làm được. Không chỉ có như vậy, Tề Dũng tới gặp Giang Sách, còn đưa tới thân thị huynh đệ phẫn hận. Bọn họ thậm chí cũng chờ không đến 3 ngày sau Tề Dũng độc phát thân vong, ở Tề Dũng trên đường về nhà, lợi dụng thiết kế tỉ mỉ tốt, ngoài ý muốn, đem Tề Dũng cho giết. Rõ ràng. Cái này thực sự toàn bộ đều rõ ràng. Trước đây các loại nghi hoặc, hiện tại toàn bộ đều đã rõ ràng là thế nào chuyện gì xảy ra, Giang Sách sốt cuộc biết vẽ thượng tập đoàn xưng bá đường là chuyện gì xảy ra, càng thêm biết Tề Dũng chết hết đúng không là ngoài ý muốn. Đó là một hồi nhìn qua như là hết ý cố ý giết người án kiện. Giang Đồng, ta đem ta biết đến đều nói cho ngài, bây giờ có thể giúp ta giải trừ đau khổ sao? Không muốn lại thiệt mài ta. Vào lúc này Mạnh Đồng, đã sớm bắt toàn thân đều là huyết, vô cùng thê thảm. Giang Sách cười lạnh một tiếng, đi tới tại hắn huyệt đạo trên dùng sức nhấn một cái, sau đó liền thấy một cây ngân châm bay ra, bị Giang Sách một bả cầm. Ngân châm lấy ra, Mạnh Đồng ngứa ngay lập tức sẽ đình chỉ. Hắn nằm thẳng dưới đất, từng ngụm thở dốc, cuối cùng là sống lại. Giang Sách trở lại chỗ ngồi, đem ngân châm cất xong. Đồng thời hỏi, đem cái rượu kia ấm cầm tới cho ta. Mạnh Đồng gật đầu, dùng răng từ dưới đất bò dậy, chậm rãi đi ra chữ thiên ghế lô, không đến 5 min thời gian,
Mạnh Đồng cầm một cái làm bằng vàng dòng bầu rượu đi đến. Hắn rất cung kính nâng cốc ấm đưa tới. Lúc đó Thân Hào để cho ta nâng cốc ấm cho xử lý xong. Nhưng ta sợ Tề Dũng chuyện bị chúng độc biết coi bói đến trên đầu ta, liền cố ý đánh cháo, đưa cái này bầu rượu cho cất xong giấu đi. Cái này bầu rượu, chính là Thân Hào lúc đó cho ta bầu rượu, dùng để chở rượu cho Tề Dũng uống. Giang Đồng ngài cất xong. Nói nhiều một câu, trong này độc nhất định rất lợi hại, bằng không không có khả năng khống chế được Tề Dũng lớn như vậy nhân vật. Giang Đồng, ngài cũng phải cẩn thận xử lý, để tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Giang Sách không nói chuyện, trực tiếp đem bầu rượu cho nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên tựa như Mạnh Đồng nói như vậy. Một mảnh đen nhánh, tanh tưởi khó nghe. Ấm, ta nhận, người trước lui ra đi. Mạnh Đồng gật đầu, ngoan ngoãn ly khai hiện trường, thật là sợ Giang Sách rồi. Giang Sách nâng cốc ấm cho cất xong, sau đó vỗ vỗ Hầu Cao Ốc bả vai. Ăn xong rồi sao, có thể rút lui. Ừ, ăn xong rồi. Hầu Cao Ốc vỗ vỗ mình bụng bự, nhìn đầy bàn cơm nước, có một chút luyến tiếc. Giang Sách cười cười, yên tâm, còn dư lại ngươi có thể tùy tiện đóng gói mang về. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự. Giang Sách tằng hắng một cái, ta còn có chuyện gì muốn đi ra ngoài làm, chính ngươi từ từ ăn, chậm rãi đóng gói. Tiền, ta đã kết thanh. Ân, tốt. Sau đó, Giang Sách ly khai hiện trường. Vừa mới ra đại môn, liền nhận được thê tử Đinh Mộng Nghiên điện thoại của, nhường cho qua đi đón nàng, nàng hẹn khuê mật muốn ra ngoài chơi. Bất đắc dĩ, Giang Sách chỉ phải trước tiên đem bầu rượu giao cho bình nước. Sau đó mình lái xe đi đón Đinh Mộng Nghiên. Sau một tiếng, Đinh Mộng Nghiên lên xe. Nàng vừa mới lên xe, điện thoại di động liền vang lên. Đinh Mộng Nghiên chuyển được, uy. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm điềm mỹ giọng của nữ nhân, Mộng Nghiên. Ta đã đến rồi, ngươi còn bao lâu ha? Nhanh, 10 min. Đi, ta chờ ngươi. Điện thoại cắt đứt, Đinh Mộng Nghiên nhún vai, nói rằng, ta khuê mật, Phạm Nhã Tính, hẹn xong ngày hôm nay cùng đi phách mấy tổ nghệ thuật chiếu. Đưa ta tới a. Nghệ thuật chiếu. Giang Sách trong đầu huyễn tưởng ra Đinh Mộng Nghiên các loại diêm dúa lòe lòe động tác, vội ho một tiếng, tốt. Không bao lâu, hai người tới rồi mục đích. Xe mới vừa dừng hẳn, một gã ăn mặc bán trong suốt quần lụa mỏng nữ sinh liền chậm chậm đi tới, Mộng Nghiên. Nhã Tính, để cho ngươi chờ lâu. Phạm Nhã Tính vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta cũng không có một cái bao lâu. Vừa quay đầu, nàng nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên bên người Giang Sách, tò mò hỏi cái này một vị là. Đinh Mộng Nghiên sắc mặt đỏ hồng, lão công, Giang Sách. Chồng ngươi. Phạm Nhã Tính sắc mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống, ngươi chính là cái kia đem mang thai thê tử nhét vào gia tướng gần một năm đổ hỗn hào. Giang Sách hơi biến sắc mặt, không nói gì. Phạm Nhã Tính mất hứng nói rằng, Mộng Nghiên, ngươi làm sao bắt hắn cho mang đến. Ngạch, kỳ thực hắn đối với ta tốt vô cùng. Hanh, Phạm Nhã Tính một bà kéo qua Đinh Mộng Nghiên, chúng ta muốn đi chụp hình nghệ thuật, nhĩ lão thành thật thật theo. Không muốn cho chúng ta thêm phiền. Nghe không? Nàng hoàn toàn không có đem Giang Sách trở thành là Đinh Mộng Nghiên lão công, ngược lại là trở thành người hầu giống nhau. Không có chút nào khách khí. Lập tức, Phạm Nhã Tính lôi kéo Đinh Mộng Nghiên liền hướng một tòa đại lâu đi tới. Chính là chỗ này, Tiện Uyên Phường. Tiện Uyên Phường là toàn cầu số một hàng hiệu chụp ảnh quán, bên ngoài nghệ thuật tiêu chuẩn cao, nhiếp ảnh sư trình độ mạnh, đều là nghề nghiệp người nổi bật. Hậu kỳ sửa đồ sư càng là 10 vạn một tháng mời cao cấp sửa đồ sư. Nơi này tiêu chuẩn là toàn quốc cao nhất. Đương nhiên, giá cả cũng là toàn quốc cao nhất, một tổ thông thường ảnh chụp cũng phải hơn mấy ngàn, khá một chút càng là hơn vạn. Nếu như muốn cao cấp quay chụp, sửa đồ, một tổ ảnh chụp 10 tấm, vậy sẽ phải xấp xỉ 20 vạn phí dụng. Tương đương sang quý, có thể tới Tiện Uyên Phường chụp ảnh, là bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng. Ba người trước sau tiến nhập đại lâu, ở nhân viên tiếp tân dưới sự hướng dẫn, gặp được nhiếp ảnh sư. Na nhiếp ảnh sư có 1m8 đầu, vóc người thon dài, cười rộ lên dương quang đẹp trai, còn có hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, điển hình đại soái ca. Phạm Nhã Tính một cái thì nhìn ngây dại. Nàng lôi kéo Đinh Mộng Nghiên nói rằng, xem a, đại soái ca,
Na Nhiếp Ảnh Sư hướng phía bọn họ đi tới, vi vi khom lưng, dùng có chứa tử tính thanh âm nói rằng, hai vị tiểu thư mỹ lệ. Ta là Nhiếp Ảnh Sư Pat, ngày hôm nay để ta làm vì nhị vị quay chụp. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn trước sau ở Phạm Nhã Tĩnh cùng Đinh Mộng Nghiên trên người đảo quanh, trong ánh mắt toát ra một vẻ tham lam. Đặc biệt khi hắn chứng kiến Đinh Mộng Nghiên thời điểm, thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Điều này làm cho Giang Sách chân mày hơi nhíu lại. Đang ở bắt thẳng người lên thời điểm, ống tay áo của hắn xốc lên. Trên cánh tay lộ ra một cái cánh hoa hình xăm. Ân! Giang Sách một cái liền phát hiện không đúng. Cái kia cánh hoa hình xăm nhìn qua phổ thông, thế nhưng, lại cùng ngoại cảnh một cái chữ danh có sắc võng chạm logo giống nhau như đúc. Giang Sách nhớ kỹ cái kia có sắc võng chạm phục vụ khí kiến thiết ở nước ngoài. Nhưng là lại vẫn độc hại quốc nội. Đánh một thương đổi chỗ khác, tương đương khó làm. Đồng thời còn có thể thường cho VIP người sử dụng cung cấp một ít, hiện trường phát sóng trực tiếp, nhiều năm như vậy cảnh sát một mực truy tra, đả kích, nhưng thỏ khôn có ba hang, mỗi lần đều không thể chạm thảo trừ căn. Lúc đầu Giang Sách đối với nền võng chạm sự tình cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng lúc này chứng kiến bắt trên cánh tay cánh hoa hình xăm, ngay lập tức sẽ cảm thấy không lành rồi. Nếu như với hắn dự đoán giống nhau, Pat rất có thể cùng ngoại cảnh có sắc trang web có liên quan. Như vậy, một nhà này chụp ảnh quán, có thể là sói đội lốt cừu, nhìn qua là cho nữ hài tử chụp ảnh, trên thực tế không biết ngầm đang đùa manh mối gì. Đang ở Giang Sách suy tính thời điểm, Pat cả kinh dẫn hai nữ sinh đi chọn lựa y phục. Pat cầm nhất kiện màu hồng váy công chúa cho Đinh Mộng Nghiên. Tiểu thư, ta cảm thấy cho ngươi có thể thử một lần loại này công chúa khoản thức y phục, nói không chừng sẽ cho ngươi mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Phải. Đinh Mộng Nghiên tiếp nhận y phục, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Phạm Nhã Tĩnh cũng đưa qua nhất kiện tương tự váy công chúa, bắt đề cử nhất định không sai, Mộng Nghiên. Đi, chúng ta thay quần áo đi. Ân, vậy thử một chút xem sao. Bắt đưa tay chỉ bên trong, phòng thay đồ ở bên trong. Hai nữ sinh cầm y phục liền hướng đi vào trong, bắt ánh mắt ở Đinh Mộng Nghiên trên người du tẩu, không ngừng liếm môi, trên mặt lộ ra nụ cười âm lạnh. Cái này, có cái gì rất không đúng. Mắt thấy Đinh Mộng Nghiên sẽ tiến nhập phòng thay đồ, Giang Sách nhịp tim cực nhanh ra tốc, hắn cảm giác có dũng khí, na phòng thay đồ tuyệt đối là một bẫy dập. Các loại. Giang Sách hô to một tiếng. Đinh Mộng Nghiên cùng Phạm Nhã Tĩnh đồng thời quay đầu lại, làm sao vậy? Giang Sách đi ra phía trước, Mộng Nghiên, ta cảm thấy cho ngươi đã không phải là tiểu hài tử, còn mặc cái này chủng màu hồng váy công chúa, quá ngây thơ điểm. Không bằng, đổi nhất kiện A. Đinh Mộng Nghiên nhíu mày. Có ý tứ, nói mình lớn tuổi sao? Nữ sinh không thích nghe nhất đúng là lời như vậy. Phạm Nhã Tĩnh nhất thời nổi trận lôi đình, lấy tay chọc chọc Giang Sách ngực, có biết nói chuyện hay không, có biết nói chuyện hay không? Chúng ta Mộng Nghiên mãi mãi cũng là 18 tuổi tiểu cô nương. Ta vừa mới đã nói với ngươi như thế nào? Đàng hoàng ngây ngô, đừng cho chúng ta thêm phiền phức, biết không? Nàng khoác lên Đinh Mộng Nghiên cánh tay, Mộng Nghiên, chúng ta đừng để ý đến hắn, đi, thay quần áo đi. Phạm Nhã Tĩnh lôi kéo Đinh Mộng Nghiên liền hướng phòng thay đồ đi. Người đeo sau, Nhiếp Ảnh Sư bắt tay run rẩy, đó là hưng phấn run rẩy. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, thực sự là cực phẩm A, như vậy yêu chất con mồi, tuyệt đối có thể từ này VIP trên người khách hàng hung hăng kiếm bộn. Bắt nhìn Đinh Mộng Nghiên ánh mắt đều nhanh biến thành màu xanh biếc rồi. Đó là lang ánh mắt. Giang Sách càng ngày càng cảm giác không thích hợp, đang ở Đinh Mộng Nghiên muốn cất bước đi vào đổi y gian thời điểm, hắn hai bước cùng đi tới, kéo lại món đó váy công chúa. Ngươi làm gì thế? Đinh Mộng Nghiên hách liễu nhất đại khiêu. Bộ y phục này, tuyệt không thích hợp ngươi. Giang Sách giọng của đều trở nên hung hăng. Bên cạnh Phạm Nhã Tĩnh triệt để nổi giận, thôi táng Giang Sách. Nổi giận nói, ta nói ngươi một cái đem mang thai thê tử nhét vào ra một năm vô liêm sỉ vương bát đản, dựa vào cái gì đối với Mộng Nghiên chỉ trỏ. Còn bộ y phục này không thích hợp Mộng Nghiên, ha ha, nhân ra bắt Nhiếp Ảnh ra là thế giới cấp đại sư, người ta ánh mắt hội hữu thác. Giang Sách, ta là thực sự rất ác tâm ngươi, Mộng Nghiên gả cho ngươi loại rác rưởi này, thật là nàng đến rồi tám đời huyết môi. Ta van cầu ngươi xin thương xót, buông tha Mộng Nghiên. Nếu như ngươi bằng lòng cùng Mộng Nghiên ly hôn,
ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho. Chỉ cầu ngươi không muốn lại quấn quýt lấy Mộng Nghiên rồi, thực sự rất đáng ghét ai ngươi biết. Lời nói này nói thực sự vô cùng hung ác. Người chung quanh ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đây, từng cái che miệng cười trộm. Ninh Mộng Nghiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng không biết vì sao Giang Sách lại đột nhiên thay đổi cái tựa như, khó hiểu. Nàng vừa mới sinh qua hài tử, nhất định có hậu sản chứng uất ức, giọng nói hơi có vẻ lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, trước hết về nhà đi. Đây coi như là tương đối ôn hòa thuyết pháp. Ninh Mộng Nghiên cũng không muốn sự tình làm lớn chuyện, làm cho Giang Sách đi trước, các nàng tiếp tục chụp ảnh, chuyện này tạm thời coi như là quá khứ. Ai biết? Giang Sách kéo lại váy công chúa, hung hãn nói, cái này váy công chúa không thích hợp ngươi, ngươi không thể vào thử y gian, theo ta đi. Dùng cho dùng sức quá lớn, vốn là không tính là bền chắc váy công chúa, một cái đã bị kéo hư. Cờ rắc một tiếng, tét ra. Cái này, Ninh Mộng Nghiên thần tình thay đổi hoàn toàn, nàng cắn môi một cái, nhìn chằm chằm Giang Sách, tức giận nói, Giang Sách, hôm nay ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải hay không không nên chọc ta không vui? Ngươi sắp xỉ một năm không có về nhà, trở lại một cái liền chọc ta sức sống, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Ngươi trước về nhà đi, ta như thế này chính mình trở về. Ninh Mộng Nghiên lửa giận hoàn toàn bị đốt. Đầu tiên là bị ghét bỏ lớn tuổi, theo sát mà lại bị ngăn cản ngăn thay quần áo, cuối cùng càng là đem váy công chúa đều xé phá hủy. Yên lành tâm tình tất cả đều bị hủy. Không có người nào nữ sinh chịu được như vậy khiêu khích, huống chi nàng còn vừa mới sinh hài tử không lâu sau, có nhất định hậu sản chứng uất ức. Bên cạnh, Phạm Nhã Tính hai tay chống nạnh, nhìn có chút hả hê nói rằng, có nghe hay không, Mộng Nghiên bảo ngươi cút ở đâu. Còn không lanh lẹ cút ngay cho lão nương đản. Bắt cũng nhân cơ hội đi tới nói rằng, vị tiên sinh này, xin không cần ở tiệm chúng ta trong nháo sự, mời ly khai. Ninh Mộng Nghiên, Phạm Nhã Tính, bắt. Cái này tiếp theo cái kia yêu cầu Giang Sách ly khai. Không đi đều không được. Giang Sách liếc nhìn trong tay phá toái váy công chúa, ngẩng đầu nhìn một chút bắt, không nói tiếng nào xoay người rời đi. Phạm Nhã Tính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mộng Nghiên, người nói người tốt nhất để làm chi đưa cái này hàng cho mang đến. Không phải bị đuổi mà mắc cỡ sao. Ninh Mộng Nghiên cũng không còn nghĩ đến Giang Sách lại đột nhiên tính tình đại biến. Trước hắn không phải như thế à. Nàng thở dài, chụp hình tâm tình cũng bị mất, nhìn phá toái váy công chúa nói rằng, y phục này phải thường bao nhiêu tiền. Bắt mỉm cười hồi đáp, giống như ngài xinh đẹp như vậy cô nương, làm sao có thể phải thường rồi. Nếu như ngài thực sự muốn bồi, vậy mời thêm để cho ta vì ngài nhiều phách mấy tổ ảnh chụp, nhiều hưởng thụ vài phần ngài mỹ lệ, coi như là bồi thường. Nói mấy câu liền đem Ninh Mộng Nghiên từ hỏng bét trong trạng thái cho mang ra ngoài. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng tốt, ta đây đi nhiều chọn mấy bộ quần áo, như thế này đổi lại phách. Bắt mặt mày rạng rỡ, như vậy không thể tốt hơn. Phạm Nhã Tính nói rằng, giấc mộng kia nghiên ngươi trước đi thiêu y phục. Ta, trước hết đi thay bộ này váy công chúa, trước phách một tổ ảnh chụp. Tốt. Lập tức, Ninh Mộng Nghiên đi tới một lần nữa chọn y phục. Mà Phạm Nhã Tính thì cầm một bộ khác váy công chúa đi đổi y gian. Bắt nhìn Ninh Mộng Nghiên, lại nhìn một chút Phạm Nhã Tính. Lộ ra nụ cười bị ổi. Hắn liếm môi nói rằng, thứ tốt luôn là muốn lưu đến cuối cùng hưởng dụng, trước hết cầm bên trong cái kia thứ đẳng hàng cho mọi người lái một chút dạ dày a. Hắn yên lặng móc ra bộ đàm, chú ý, con mồi đã tiến nhập bảy dập, bắt đầu bao vây tiễu trừ. Tuyến thượng thông chi hết thảy VIP người sử dụng. Có thể trả tiền quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó, Giang Sách rất nhanh đi ra đại lâu, cấp nước bình bấm điện thoại. Thống suất, bình nước, giúp ta điều tra một cái trang web, tốc độ nhanh. 20s sau, Giang Sách thấy được hắn muốn thấy được đồ đạc, quả nhiên với hắn dự liệu giống nhau. Bình nước, sẽ giúp ta một chuyện, báo nguy, bắt trộm. Vào giờ phút này tiện uyên phường đổi y gian bên trong. Phạm Nhã Tính còn cái gì cũng không biết, đi vào sau đó khóa cửa lại trên, sau đó liền lấy ra món đó váy công chúa. Nàng bĩu môi nói rằng, hanh, cái kia bắt cũng biết xem Mộng Nghiên, cũng không nhìn một chút ta. Như thế này ta mặc gợi cảm một điểm,
cũng không tin ta một chút cũng không sánh bằng Mộng Nghiên. Vừa nói, nàng một bên giải khai y phục nút buộc, đem y phục trên người từng món một cởi. Ở sau lưng nàng phía trên, có một hơi yếu không dễ dàng phát giác lỗ kim camera, đối diện nàng quay chụp, toàn bộ người đeo sau đều bị quay chụp xuống tới. Không chỉ có như vậy. Phạm Nhã Tĩnh đối diện này mặt cái gương cũng có huyền cơ, cái gương là trung không. Tại nội bộ có dấu camera, mắt thường khó mà phân biệt, na camera đối diện Phạm Nhã Tĩnh ở quay chụp. Phạm Nhã Tĩnh ở không biết chuyện chút nào dưới tình huống, diễn ra một hồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Cảnh ngoại có sắc trang web triệt để hoạt dược. Trong lúc nhất thời, đại lượng VIP người sử dụng đăng ký trang web, nhao nhao tuyển trạch trả tiền quan sát. Quá kích thích rồi. Bọn họ thích xem nhất đúng là loại này hiện trường biểu diễn. Qua, cô em này chân trắng mềm a. Dáng dấp mặc dù bình thường, thế nhưng vóc người cũng không tệ lắm, cũng rất trắng. Một cái lại một cái đạn mạc rất nhanh hiện lên, không biết lại có bao nhiêu người đang thưởng thức trận này tú sắc bữa tiệc lớn. Phạm Nhã Tĩnh lại một chút cũng không có phát hiện, vẫn còn ở hướng về phía cái gương tả khán hữu khán. Ân, ta mặc hấp dẫn như vậy, cũng không tin mê hoặc không đến bát, hừ hừ. Nói xong, nàng tự tay mở cửa đi ra ngoài. Tuyến thượng này VIP người sử dụng lập tức liền nổ. Cái này kết thúc. Quá không đã ghiền rồi. Có còn hay không đến tiếp sau ha? Lúc này, Đinh Mộng Nghiên chọn lựa xong rồi y phục, hướng phía Phạm Nhã Tĩnh đã đi tới. Nhã Tĩnh, người mặc cũng quá hấp dẫn điểm A. Phạm Nhã Tĩnh cười cười, vóc người đẹp chính là muốn thanh tú một thanh tú nha. Ta đi trước chụp ảnh, Mộng Nghiên, người nhanh lên thay đổi y phục qua đây nha. Tốt! Đinh Mộng Nghiên cầm chọn lựa xong y phục đi vào đổi y gian. Bên kia, Bát Tâm đạp nước trực nhảy. Như thế yêu chất con mồi, coi như là bắt mình cũng rất muốn nhìn một cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Đang ở Đinh Mộng Nghiên vừa mới đi vào đổi y gian, tuyến thượng VIP nhóm lại một lần nữa nổ. Cái này, quá đẹp a. Con bà nó, từ trước tới nay chất lượng cao nhất con mồi a. Ta đã khẩn cấp phải xem. Nhanh, nhanh lên một chút. Xin bắt đầu người biểu diễn a. Đinh Mộng Nghiên hướng về phía cái gương bỉ hoa dưới quần áo mới, lộ ra nụ cười điềm mỹ, có cô bé nào không thích mặc mỹ mỹ chụp hình chứ? Nàng tự tay vạch trần mặc áo chỗ rách. Một viên, hai khỏa. Vừa mới chuẩn bị cởi ra viên thứ ba thời điểm, bỗng nhiên, liền nghe phía ngoài truyền đến Phạm Nhã Tĩnh tiếng mắng chửi. Giang Sách, ngươi tại sao lại tới? Không phải để cho ngươi cút sao? Bảo an ở đâu? Đinh Mộng Nghiên nhíu mày lại, ngày hôm nay Giang Sách uống lộn thuốc sao? Nhất nhi tái, tái nhi tam quấy rối. Nàng tức giận buông y phục, mở rộng cửa ra. Giang Sách, ngươi đến cùng vài cái ý tứ. Đinh Mộng Nghiên đôi mi thanh tú khẩn túc. Theo ta đi. Giang Sách cũng không có bất kỳ giải thích nào, một cái liền tóm lấy rồi Đinh Mộng Nghiên cánh tay, muốn dẫn nàng rời đi nơi này. Ngươi, ngươi buông. Đinh Mộng Nghiên một cái liền tránh thoát Giang Sách lôi kéo, nổi giận nói, Giang Sách ngươi làm rõ ràng, ta không phải ngươi trước giờ con rối, ta có ta cá nhân sinh hoạt, ta có hành động của ta tự do. Ta biết ngươi tốt với ta, trợ giúp ta không ít lần, nhưng chuyện này cũng không hề là ngươi khống chế lý do của ta. Nếu như ngươi còn như vậy không chừng mực, ta đây cũng chỉ có thể với ngươi. Hai chữ cuối cùng, nàng cuối cùng là không có nói ra. Lời nói này rơi vào bất kỳ người đàn ông nào trong tai, đều sẽ bạo tạc, nhưng Giang Sách vẫn như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh. Hắn yên lặng nhìn Đinh Mộng Nghiên, dùng hết khả năng bình hòa giọng, tin tưởng ta, rời đi nơi này. Lúc này, một đoàn bảo an xông tới. Bắt đi tới nói rằng, vị tiên sinh này, chúng ta đối với ngươi nhẫn nại là có hạn độ, xin không cần gây trở ngại tiệm chúng ta việc buôn bán, mời ly khai. Các nhân viên an ninh quơ gậy gộc. Phạm Nhã Tĩnh qua đây ôm Đinh Mộng Nghiên, chỉ vào Giang Sách nói rằng, ha ha, ngươi không phải là đố kỵ nhân gia bắt dung mạo so với ngươi đẹp trai, kiếm được nhiều hơn ngươi sao? Chỉ có ngăn cản bắt cho Mộng Nghiên chụp ảnh. Như ngươi vậy nam nhân, đầu óc so với lỗ kim còn nhỏ. Đố kỵ có ích lợi gì, nữ nhân của mình nắm chặt không được, cái nào cũng không sánh nổi nhân gia bắt. Không có bản lĩnh kiếm tiền, chỉ biết là đem tâm tình phát tiết ở trên người nữ nhân. Tiễn hai người chữ thứ hèn nhát.
Người chung quanh ánh mắt đều tụ tập qua đây, từng cái nhìn Giang Sách, lộ ra hèn mọn, cười nhạo ánh mắt. Một người nam nhân bị người trước mặt mọi người như vậy nhục mạ, thực sự là quá mất mặt. Nhưng mà, Giang Sách nhưng không có chút nào sức sống, chỉ là nhìn Đinh Mộng Nghiên nói rằng, Mộng Nghiên, theo ta rời đi nơi này, nơi đây không an toàn. Không an toàn. Toàn quốc nổi danh Tiện Uyên Phường biết không an toàn. Bát Phốc Suy vui vẻ, đi tới nói rằng, Mộng Nghiên tiểu thư, xin tin tưởng nghiệp vụ của chúng ta trình độ, biết tuyệt đối cam đoan người của ngài thân an toàn, xin theo ta đi thay quần áo, chụp ảnh a. Đinh Mộng Nghiên nhìn Giang Sách, lại nhìn một chút Bát. Nàng lấy mái tóc liêu đến sau tai, cố nặn ra vẻ tươi cười, Bát tiên sinh. Ta tin tưởng các ngươi chuyên nghiệp tính. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Giang Sách, hôm nay ngươi, để cho ta rất thất vọng. Thật không nghĩ tới ta nam nhân cư nhiên như thử bụng dạ hẹp hòi. Nói xong, xoay người theo Bát hướng đổi y gian đi tới. Làm một lòng tự trọng cực mạnh nữ nhân, Đinh Mộng Nghiên làm sao có thể nguyện ý chịu đến Giang Sách bài bố. Bát cùng Đinh Mộng Nghiên đi vào trong đồng thời, quay đầu lại hướng phía Giang Sách nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng chẳng đáng. Tất cả, đến đây chấm dứt sao? Vừa lúc đó, đột nhiên một nhóm lớn cảnh sát vọt vào, đem chọn cái trong cửa hàng hơn dặm bên ngoài cho chặn lại nghiêm nghiêm thật thật, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Đinh Mộng Nghiên, Phạm Nhã Tĩnh đều ngẩn ra, đây cũng là náo cái nào một ra. Chỉ thấy cảnh đội đội trưởng đi tới Bát trước mặt, lớn tiếng nói rằng, ngươi là Bát. Rõ ràng có thể cảm giác được Bát ánh mắt đang lóe lên. Hắn tằng hắng một cái, là, ta là Bát, không biết cảnh sát đồng chí các ngươi thanh thế như vậy lớn. Vì cái gì a? Đội trưởng nói rằng, Bát, hiện tại cảnh sát hoài nghi ngươi là ngoại cảnh có sắc phóng chạm khởi đầu người, mời đi theo chúng ta một chuyến a. Hắn đem lệnh truy nã đem ra, đây là lệnh truy nã. Toàn bộ cửa hàng người trợn tròn mắt. Đinh Mộng Nghiên càng là kinh ngạc nhìn về phía Bát, không thể nào. Tiện Uyên Phường đỉnh cấp nhiếp ảnh gia, sẽ là phần tử phạm tội. Bát cười khan nói rằng, cảnh sát tiên sinh, các ngươi nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi, ta làm sao có thể. Không đợi hắn nói xong, đội trưởng vung tay lên. Lập tức, vài tên cảnh viên liền sơ tán rồi đoàn người, sau đó vọt vào đổi y gian tiến hành bài tra, mấy phút sau, cảnh sát ở trước mặt tất cả mọi người. Ở đổi y gian bên trong tìm ra 20 nhiều lỗ kim camera. Những thứ này camera làm phi thường bí mật, cùng đổi y gian hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Nếu như không phải chuyên nghiệp tìm kiếm loại trừ nhân viên, người thường căn bản cũng không khả năng phát giác đến. Đội trưởng nói rằng, Bát, người ở đây đổi y gian cài đặt camera. Cũng ở ngoại cảnh có sắc trên website hiện tại phát sóng trực tiếp, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn nói xạo sao. Bát sắc mặt trắng bệch. Chứng cứ trước mặt, hắn lại nói xạo cũng là vô dụng. Bên kia, Phạm Nhã Tĩnh run lên. Camera. Hiện tại phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, vừa mới Phạm Nhã Tĩnh ở đổi y gian bên trong cởi quần áo, thay quần áo chẳng diện, bị người của toàn thế giới đều thấy được. Không chỉ nhìn đến rồi, khả năng còn thâu video, chụp được ảnh chụp. Danh tiết, toàn bộ bị hủy. Phạm Nhã Tĩnh lớn tiếng kêu lên, vừa xấu hổ, nóng nảy kêu khóc đứng lên. Bị người của toàn thế giới xem thay quần áo, loại sự tình này nói ra quá mất mặt. Hắn hiện tại cảm giác mỗi cái xem người nhìn nàng ánh mắt đều không đúng tinh thần, thật giống như thân thể của nàng đã sớm tại chỗ có người trước mặt bại lộ hết giống nhau. Xấu hổ không chịu nổi. Bởi vì Phạm Nhã Tĩnh một tiếng thét chói tai, đem cảnh sát ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bát nhân cơ hội hướng bên cạnh đi một bước, một bà liền ôm Đinh Mộng Nghiên cổ, từ trong túi tiền móc ra một chi màu đen bút. Ngòi bút để ở tại Đinh Mộng Nghiên trên cổ của. Tất cả chớ động, ai dám động đến một cái, ta muốn mạng của nàng. Lùi ra phía sau, đều lùi cho ta sau. Cảnh sát trong chốc lát sơ suất, bị bắt cho chui chỗ trống, vì người dám hộ chất an toàn, cảnh sát tạm thời lui lại. Đinh Mộng Nghiên vừa sợ lại hối hận. Nàng thật không có nghĩ đến, nhìn qua dương quang đẹp trai Bát, cư nhiên sẽ là tội phạm, cư nhiên biết dùng để nàng làm con tin. Phải biết rằng, vừa mới Bát còn đối với nàng dỗ ngon dỗ ngọt, mỉm cười đầy mặt. Không có mấy phút làm sao lại thay đổi bộ dáng này rồi.
Ninh Mộng Nghiên sợ đến nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, Bát tiên sinh, mời không nên như vậy. Bát siết chặt hơn, đàn bà thúi, câm miệng cho lão tử. Phía trước các loại mỹ hảo, không còn sót lại chút gì. Ninh Mộng Nghiên trong lòng hối hận vạn phần, nàng làm sao lại như vậy mắt mù, sẽ cảm thấy Bát là một đáng tin, tin được người tốt, rồi. Nếu như nàng ngay từ đầu liền tuyển trạch tin tưởng Giang Sách, sớm rời đi nơi này, còn có thể đến tai hiện tại nông nỗi này sao? Hối hận cũng đã chậm. Hiện tại mặc dù là cảnh sát, muốn đem nàng từ Bát trong tay cứu ra cũng rất khó. Có thể hay không sống quá ngày hôm nay cũng khó nói. Xin lỗi, Giang Sách, ta chớ nên hoài nghi ngươi. Ninh Mộng Nghiên thống khổ vạn phần. Đúng lúc này, liền nghe được siêu, một tiếng, bất thình lình từ trong đám người bay ra một bộ điện thoại di động, công bằng, kết kết thật thật đập vào Bát trên huyệt thái dương. Trong nháy mắt, người liền hôn mê đi. Cảnh sát mau mau xông đi lên khống chế được Bát, đem Ninh Mộng Nghiên cho giải cứu ra. Lúc rời thời điểm, Đinh Mộng Nghiên quay đầu liếc nhìn rơi trên mặt đất điện thoại di động, nàng nhận được, đó chính là Giang Sách điện thoại di động. Cảnh sát khống chế hiện trường, đem bắt các loại phần tử phạm tội toàn bộ đều bắt đi, bảo đảm dân chúng an toàn. Đinh Mộng Nghiên cúi đầu, phi thường thẹn thùng tiêu sái đến rồi Giang Sách trước mặt. Muốn mở miệng nói tiếng, xin lỗi, nhưng lại khó có thể mở miệng. Đang ở 10 min trước. Nàng còn đối với Giang Sách bằng mọi cách không tín nhiệm. Nói cái gì mình không phải là Giang Sách để tuyến con rối, sẽ không tùy ý Giang Sách bài bố. Nàng tình nguyện tuyển trạch tin tưởng Bát, cũng không tin tưởng hắn trượng phu. Kết quả đâu? Kết quả chính là, Bát chụp lén phát sóng trực tiếp nữ sinh thay y phục quá trình, còn cầm Ninh Mộng Nghiên làm con tin, ở thời điểm nguy hiểm nhất vẫn là Giang Sách đứng ra cứu mạng của nàng. Ninh Mộng Nghiên cảm thấy trên mặt đau rát. Nàng thực sự không quá đối được Giang Sách rồi. Đối với. Ba phen mấy bận muốn mở miệng, nhưng cũng không có dũng khí đem ba chữ kia nói ra, Đinh Mộng Nghiên là thật cảm giác mình quá vô liêm sỉ rồi. Ngươi, không có bị thương chứ? Ấm áp giọng quan thiết, truyền vào Đinh Mộng Nghiên lỗ tai. Trong lòng nàng ấm áp, khẽ ngẩng đầu lên, từ Giang Sách trong hai mắt thấy không phải trách cứ, không phải phẫn hận, mà là tràn ngập ái thân thiết. Rõ ràng bị đương chúng nhục mạ, rõ ràng bị không tín nhiệm, nhưng Giang Sách như trước quan tâm Đinh Mộng Nghiên. Cái này, điều này làm cho Đinh Mộng Nghiên đã vui vẻ lại tự trách. Lão công, Đinh Mộng Nghiên cũng nữa không khống chế được háo hức phát tiết. Lập tức nhào vào Giang Sách trong lòng, khóc thành lệ người. Được rồi, đều không sao. Giang Sách vuốt ve Đinh Mộng Nghiên sau lưng của, không ngừng an ủi nàng. Giờ khắc này, Đinh Mộng Nghiên mới ý thức tới thì ra tốt nhất, một mực bên người, nàng không tin Giang Sách mà tuyển trạch tin tưởng Bát, nhất định chính là trên đời này ngu nhất đứa ngốc. Xin lỗi, ta, cũng sẽ không bao giờ không tin ngươi. Đinh Mộng Nghiên ôm chặt hơn rồi. Thời gian kế tiếp, nghệ thuật chiếu là khẳng định phách không được, Phạm Nhã Tính cùng cảnh sát cùng nhau đem tất cả video, ảnh chụp đều cho thủ tiêu, chỉ có thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ cần nghĩ tới mình làm lấy hơn 10 triệu, khán giả, cởi quần áo, nàng liền xấu hổ muốn đào cái lỗ chui vào. Ninh Mộng Nghiên cũng rất là nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Giang Sách lần nữa khuyên can, nếu như không phải cảnh sát đến đúng lúc, nàng sợ là cũng sẽ tao ngộ Phạm Nhã Tính một dạng tình huống. Nàng tò mò hỏi, Sách, ngươi là làm sao biết Bát có vấn đề? Giang Sách nói rằng, trên cánh tay của hắn hình xăm. Cùng có sắc võng chạm logo giống nhau như đúc, ta đã cảm thấy không thích hợp. Phạm Nhã Tính không vui nói, người sớm biết, vì sao không ngăn chúng ta? Không có lan sao? Giang Sách bất đắc dĩ cười khổ, hắn còn kém kéo các nàng ly khai. Ninh Mộng Nghiên giải vây nói, được rồi, chúng ta nhanh lên rời đi trước cái này bẩn thỉu địa phương a. Ân, đạp cần ga một cái, xe nghênh ngang mà đi. Âm thầm. Vài cái thô bỉ nam nhân đi ra, âm thầm nhớ Đinh Mộng Nghiên bảng số xe, cũng lấy điện thoại cầm tay ra tới bấm điện thoại. 20 min sau, Đinh Mộng Nghiên lái xe ở rộng rãi nhựa đường lối đi bộ hành xử. Trên xe bầu không khí có điểm xấu hổ, không có người nói chuyện, đều hy vọng mau sớm về nhà tắm rửa, đem ngày hôm nay cái này hỏng bét khủng bố từng trải quên rơi. Từ từ, trên đường xe nhiều hơn.
có hai chiếc màu đen kiệu chạy thật nhanh từ Đinh Mộng Nghiên xe bên cạnh thoáng qua. Mở nhanh như vậy. Đinh Mộng Nghiên nhanh lên né tránh, rất sợ sẽ có bần thần. Cũng trong lúc đó, phía sau lại đuổi tới ba chiếc màu đen kiệu chạy. Trong đó một chiếc đi theo Đinh Mộng Nghiên xe tốc độ, cùng với nàng song song mở ra. Không thích hợp. Giang Sách nhướng mày, liếc nhìn phía trước, lại nhìn nhãn phía sau xe. Chỉ thấy phía trước hai chiếc xe đột nhiên giảm tốc độ, đè nặng Đinh Mộng Nghiên xe, bên cạnh xe nhích lại gần, phía sau hai chiếc xe lại trận đi lên. Năm chiếc xe, cứ như vậy ở trên đường đem Đinh Mộng Nghiên xe cho chặn đình. Trước sau bên cạnh đều bị phá hỏng. Di chuyển đạn không được. Đến nơi này trùng thời điểm, coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra được tình huống không ổn. Đinh Mộng Nghiên hoảng sợ nhìn về phía trước xe, là tên cướp sao? Không giống. Chỉ thấy hắc sắc kiệu chạy cửa xe mở ra, mỗi chiếc xe đều đi xuống 4-5 cái ăn mặc vượt rào cản áo lót trắng hán. Từng cái lưng hùm vai gấu, trên cánh tay đều xăm sư tử lão hổ. Vừa nhìn thì không phải là thiện nam tín nữ. Người cầm đầu nhuộm mái tóc màu đỏ, khuôn mặt sẹo lồi. Dầu mỡ rất, heo mập. Phạm Nhã Tính lại càng hoảng sợ, người đàn ông này hắn nhận thức, là cái này một mảnh bọn rắn độc, thuộc hạ mấy chục người, quanh năm ức hiếp thiện lương dân chúng, phá phách cướp bóc. Cái gì cũng làm. Người bình thường nhìn hắn đều lẩn tránh rất xa, rất sợ làm cho một thân xui. Chỉ là không biết, heo mập tại sao phải để mắt tới Phạm Nhã Tính bọn họ. Xuống xe. Nhanh lên một chút, lăn xuống xe. Heo mập chính là thủ hạ dùng thiết côn gõ xe động cơ đắp, không ngừng kêu la. Ba người phân biệt đẩy cửa xe ra đi xuống. Heo mập một bên đốt giống như điếu thuốc lá vừa nói, ba người các ngươi vương bát đản, biết tiện uyên phường là lão tử bảo hộ. Cũng bởi vì ba người các ngươi lấy sạch rồi ổ, làm hại lão tử mỗi tháng thiếu thu một số lớn tiền thuê. Người bên ngoài đã biết. Đều nói lão tử không che được, ngày hôm nay không đem các người ba rút gân lột ra, thực sự khó tiêu lão tử mối hận trong lòng. Phạm Nhã Tính vừa nghe, cười ha hả đi tới. Nàng hai tay khoát lên heo mập trên cánh tay, dùng thân thể không ngừng cọ tới cọ lui, Kiều Tích Tích nói rằng, heo mập ca ca. Kỳ thực chuyện này theo chúng ta không có quan hệ, tất cả đều là bởi vì Giang Sách. Hắn cùng bắt tranh giành tình nhân báo cảnh sát. Chỉ có làm hại heo mập ca ca ngươi tổn thất một số tiền lớn. Muốn trách, ngươi quái Giang Sách được rồi, ngàn vạn lần không nên trách chúng ta nha. Heo mập ca ca, cái này bỏ rơi nồi bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Nói ba xạo, liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới Giang Sách trên người, phải biết rằng, Giang Sách vừa mới nhưng là mới giúp nàng chạy ra hố ma. Không ngờ rằng, đảo mắt đã bị bán. Heo mập nhìn Phạm Nhã Tính. Tự tay ở trên mặt của nàng bấm một cái. Yêu, cô nàng thật biết giải quyết a. Phạm Nhã Tính đem mình danh thiếp móc ra phóng tới heo mập trong túi, heo mập ca ca. Ngươi liền thả hai chúng ta vô tội nữ lưu hạng người có được hay không? Nếu như nghĩ tới ta, tùy thời có thể liên hệ ta. Heo mập cười cười, tốt, oan có đầu nợ có chủ, nếu việc này với các ngươi hai nữ nhân không quan hệ, ta là tốt rồi nam không phải cùng nữ nhân đấu. Các người đi thôi, nam lưu lại. Phạm Nhã Tính Kiều Tích Tích, ân, một cái tiếng, ở heo mập trên mặt hôn một cái. Quay đầu, nàng lôi kéo Đinh Mộng Nghiên lên xe. Mộng Nghiên, nhanh lái xe. Có thể Giang Sách hắn. Đinh Mộng Nghiên làm sao có thể đem Giang Sách ném, một thân một mình trốn. Nàng có nguy hiểm thời điểm, Giang Sách nhưng là đứng ra. Phạm Nhã Tính thúc giục, quản cái kia rác rưởi làm cái gì. Phu thê vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi mỗi người phi. Hiện tại ngươi không đi, các loại heo mập hối hận, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ta, Đinh Mộng Nghiên cắn răng, chậm chạp không chịu chạy. Lúc này, Giang Sách xoay người, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về phía Đinh Mộng Nghiên lộ ra nụ cười, từ tốn nói, Mộng Nghiên ngươi trước đi thôi, chỉ có ngươi an toàn, ta mới có thể an lòng. Sách, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Đinh Mộng Nghiên hai tay khoát lên trên tay lái, cắn răng một cái, phát động động cơ, heo mập một gã thủ hạ tránh ra cái nói, thả Đinh Mộng Nghiên lái xe rời đi. Sau đó, heo mập đám người đem Giang Sách vây lại, lạnh mặt nói, tiểu tử, người nghĩ tốt chết như thế nào sao? Nhìn Đinh Mộng Nghiên xe đi xa, Giang Sách thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm ngoan, nhìn thằng heo mập nói rằng, cho ngươi hai lựa chọn, một, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, sau đó cút đi, hai, chết ở chỗ này. Heo mập trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Giang Sách, quả thực không thể tin vào tai của mình nghe được nội dung. Một mình hắn bị heo mập mấy chục người vây quanh, còn dám nói ra những lời này. Điên rồi. Heo mập chẳng những không có sức sống, ngược lại bị Giang Sách lời nói làm vui vẻ, hắn ha ha cười nói, uy uy uy, các huynh đệ, các ngươi nghe hắn nói gì sao? Để cho ta cho hắn quỳ xuống, không cho sẽ ta chết. Ngươi làm sao xấu như vậy ép? Ngươi xấu như vậy bức, nhà ngươi người biết sao? Heo mập căn bản cũng không có đem Giang Sách lời nói để ở trong lòng, thậm chí đem Giang Sách trở thành ngu ngốc đối đãi giống nhau. Nhưng mà, Giang Sách chỉ là thoáng ngẩng đầu, từ tốn nói, ngươi còn dư lại thời gian không nhiều lắm, nhanh quỳ xuống a, nếu không, ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Ha 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 ha, heo mập cười càng hưng phấn rồi. Uy, ngươi không đi làm diễn viên hài kịch thực sự quá đáng tiếc. Được rồi, ta cũng ngoạn cú liếu, các huynh đệ, đem tiểu tử này hai tay hai chân cho tháo xuống, sau đó treo ở trên cây chờ chết. Lập tức, vài tên thủ hạ xông tới. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hết ý tình huống phát sinh. Bọn họ cũng cảm giác được mặt đất đầu động. Động đất, mọi người nhao nhao hướng phía chu vi nhìn lại, chỉ thấy nhựa đường cuối đường, tựa hồ có một đoàn trắng xóa đồ đạc đang đến gần. Phô thiên cái địa, khói mù lượn lờ. Đó là đồ chơi gì? Heo mập híp mắt trông về phía xa, thẳng đến na một đoàn đồ đạc tới gần sau đó mới nhìn rõ. Thì ra, là một đoàn mở ra bạch sắc ma thác xa trẻ tuổi người. Mỗi người một chiếc ma thác xa, còn tất cả đều là trắng phao ma thác xa, mỗi một người đều ăn mặc đủ loại hình thù kỳ quái y phục, trong tay đầu cua thiết côn, khảm đao, bổng cầu côn. Nhìn nhân số, tuyệt đối không dưới 200 người. Cái này, không đợi heo mập phản ứng kịp, na một đại người sẽ đến trước mặt, trên trăm chiếc ma thác xa đem heo mập bọn họ cho bao bọc vây quanh. Bọn họ không ngừng chuyển động ma thác xa, một tiếng lại một tiếng ma thác xa động cơ thanh âm, phối hợp với bọn họ kỳ kỳ quái quái tiếng gào, khiến người ta cảm thấy quỷ dị cùng khủng bố. Cái này, chính là Giang Sách hộ vệ đoàn. Xuất lĩnh cái quân đoàn này, chính là Đôi Ngư. Chứng kiến trước mắt một màn này, heo mập triệt để trợn tròn mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái nhìn qua phổ thông thanh niên nhân. Cư nhiên sẽ ở trong nháy mắt điều động nhiều như vậy chiến lực. Coi như là heo mập đem tất cả thủ hạ cũng gọi qua đây, cũng đều không phải Giang Sách đối thủ. Về nhân số hoàn cảnh xấu quá. Hơn nữa, lính hộ vệ đoàn từng cái đều là trải qua huấn luyện đặc thù, dù sao, không phải là người nào đều có tư cách tới bảo vệ phong thần. Đôi Ngư yên lặng đi tới heo mập trước mặt. Hắn mắt lạnh nhìn heo mập, dùng hàn lãnh thấu xương giọng, người dám đối với thống suất động thủ. Thống suất. Heo mập nhìn thoáng qua Giang Sách. Chảy mồ hôi lạnh nói rằng, cái kia, ta không biết thân phận của hắn tôn quý như thế, nếu như ta sớm. Phốc suy, đôi cá tính cách, không có kiên trì nghe heo mập chậm rãi giải thích, giơ tay lên, một đao liền đâm vào heo mập trong cánh tay. Trong nháy mắt, heo mập phát ra thê thảm tiếng quát tháo. Thanh âm kia so với giết lợn còn khó hơn nghe. Giang Sách nhìn heo mập liếc mắt, đối với Đôi Ngư nói rằng, nơi này là Giang Nam khu. Không phải ngoại cảnh, không muốn xảy ra án mạng. Là, thống suất. Đôi Ngư vung tay lên, toàn bộ lính hộ vệ đoàn đồng loạt ra tay, đem heo mập hơn 10 người thổi kèn dưới ấn trên mặt đất một trận điên cuồng đánh. Vừa mới còn rượu võ dương oai một đám người, lúc này từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập. Đứng lên cũng không nổi. Bọn họ bình thường khi dễ người khi dễ quán, nơi nào có thể nghĩ vậy một hồi biết đá trúng thiết bản trên. Giang Sách tùy ý sải bước một chiếc ma thác xa, nói rằng, ta còn có việc, đi trước một bước. Nơi đây liền giao cho ngươi tới toàn quyền xử lý. Đôi Ngư gật đầu, thống suất yên tâm rời đi chính là, nơi đây ta sẽ xử lý. Ân, chuyện gì, chỉ cần giao cho Đôi Ngư sẽ không có vấn đề. Giang Sách cuối cùng nhìn thoáng qua nằm dưới đất heo mập. Không nói gì, mở ra ma thác xa rời đi. Đôi Ngư đi tới heo mập trước mặt. Lạnh lùng nói rằng, thống suất gọi đừng giết chết ngươi, có thể, bất quá ta sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là sống so với chết còn khó chịu hơn.
Ngươi có ý tứ, ngươi muốn làm cái gì? Heo mập là thật sợ thanh niên nhân này, tuy là đôi ngư nhìn qua chỉ có 23-24 tuổi, nhưng cho heo mập lưu lại bóng ma trong lòng thật sự là quá sâu sắc rồi. Hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này nói được, nói làm cho hắn sống không bằng chết liền nhất định sẽ sống không bằng chết. Đôi ngư nháy mắt, một gã thủ hạ liền từ một cái trong túi áo xuất ra một con rắn, theo heo mập cần cổ bỏ vào. Không muốn. Lấy ra a. Heo mập lại một lần nữa phát ra như giết heo tiếng gào. Tại chỗ lăn, kêu cha gọi mẹ. Hắn đời này làm lớn nhất chuyện sai lầm, chính là ý đồ đối với Giang Sách bất lợi, thế nhưng trên đời không có đã hối hận. Chính hắn làm nghiệt, nhất định phải tự mình tiến tới thừa nhận. Vào giờ phút này Giang Sách đang mở ra ma thác xa, dọc theo nhựa đường đường cái một đường bay nhanh, hy vọng có thể sớm một chút đuổi theo Đinh Mộng Nghiên. Tuy là heo mập bằng lòng thả Đinh Mộng Nghiên ly khai, nhưng loại này ác nhân nói có thể tin tưởng sao? Giang Sách vẫn là không yên lòng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mộng Nghiên, chờ ta. Một bên khác, Đinh Mộng Nghiên đem xe chạy ra khỏi đi một khoảng cách sau liền ngừng lại, nàng lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo nguy. Phạm Nhã Tính lại càng hoảng sợ, lập tức đem điện thoại di động đoạt lại. Mộng Nghiên, ngươi làm cái gì? Nhã Tính, ngươi đem điện thoại di động cho ta, ta muốn báo nguy cứu Giang Sách. Phạm Nhã Tính nói rằng, ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu là dám báo nguy, về sau heo mập nhất định sẽ đối với ngươi áp dụng càng thêm cực đoan trả thù. Hơn nữa, coi như ngươi báo cảnh sát, các loại cảnh sát chạy tới, Giang Sách sớm đã bị đánh chết. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, cho nên a, Mộng Nghiên ta khuyên ngươi nhanh lên lái xe đi, đừng động cái kia rác dưới, mấy năm này ngươi bị hắn liên lụy còn chưa đủ sao. Vừa vặn thừa dịp một lần này cơ hội, đưa cái này bao quần áo bỏ rơi rơi, về sau ta giới thiệu cho ngươi một cái tốt hơn càng có tiền, để cho ngươi có thể mỗi ngày hưởng phúc không tốt sao. Nàng không ngừng thúc giục Đinh Mộng Nghiên đi nhanh lên, không muốn vọng tưởng đi cứu Giang Sách. Bởi vì Giang Sách nhất định là cứu không ra được, không nên đi cứu. Con kia sẽ đem mình cũng cho nhập vào. Nói rất hay giống như rất có đạo lý. Thế nhưng, Đinh Mộng Nghiên cắn môi một cái, nói rằng, không được, ở Tiện Uyên Phường thời điểm ta đã thẹn với Giang Sách một lần, không thể làm tiếp chuyện có lỗi với hắn. Nhã Tính, người đem điện thoại di động cho ta, ta nhất định phải báo nguy cứu hắn. Phạm Nhã Tính cũng gấp, Mộng Nghiên. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo rồi? Hai nữ nhân ở trong xe xé rách đứng lên, cuối cùng Phạm Nhã Tính mở cửa xe, dùng sức phun, trực tiếp đem Đinh Mộng Nghiên điện thoại di động ném tới bên đường trong nước sông. Cái này nhìn ngươi làm sao còn báo nguy? Phạm Nhã Tính đắc ý nói. Đinh Mộng Nghiên vừa vội vừa tức. Nàng hung hăng vỗ xuống tay lái, ngươi không cho ta báo nguy, ta liền lái xe trở về cứu hắn. Két! Phạm Nhã Tính lại đem chìa khóa xe cho mà thôi, đắc ý nói, ta xem ngươi làm sao trở về. Đinh Mộng Nghiên thực sự sắp tức bể phổi. Nàng thực sự không nghĩ tới, bình thường tốt vô cùng khuê mật, cư nhiên sẽ như vậy đối với nàng. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi không cho ta lái xe trở về, ta đi liền trở về. Đinh Mộng Nghiên trực tiếp đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Phạm Nhã Tính ở phía sau hô to, Đinh Mộng Nghiên ngươi một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Ta để cho ngươi đi cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi mau trở lại. Đinh Mộng Nghiên hoàn toàn không nghe, camera quật cường như giống nhau đi về phía trước. Nàng đã xin lỗi Giang Sách một lần. Không thể có nữa lần thứ hai, ngày hôm nay cho dù chết, cũng muốn cùng Giang Sách chết cùng một chỗ. Phạm Nhã Tính tức giận đến giẫm một cước, ok, ngươi không trở lại đúng vậy. Vậy ngươi phải đi chết được rồi. Với ngươi cái kia kẻ bất lực lão công chết chung, phi. Nàng cái chìa khóa cắm vào, chạy nghênh ngang mà đi. Căn bản cũng không để ý Đinh Mộng Nghiên chết sống. Nhựa đường lối đi bộ. Đinh Mộng Nghiên cật lực đi tới, bởi giày cao gót bước đi không có phương tiện, nàng thẳng thắn đem giày kéo ném xuống, quang hai chân đi trở về. Vừa nghĩ tới Giang Sách lúc này khả năng đã bị heo mập đám người kia cho đánh chết tươi. Vô tận bi thương ý liền xông lên đầu. Nàng vừa đi vừa khóc, một bên khóc vừa đi. Chân bị nhựa đường đường cái cho mài hỏng rồi. Chảy máu, vẫn là cắn răng kiên trì. Giang Sách, Giang Sách. Ở nhất tuyệt vọng không giúp thời điểm,
chỉ nghe được một hồi động cơ tiếng oanh minh. Ngẩng đầu lên, Đinh Mộng Nghiên chứng kiến xa xa có một chiếc màu trắng xe máy lái tới, trong phiến khắc liền đi tới trước mặt, dừng lại. Nàng nhìn thấy, nàng ngồi trên xe nam tử không là người khác, chính là nàng tâm tâm niệm niệm suy nghĩ lão công Giang Sách. Sách, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Đinh Mộng Nghiên nhào tới, một cái liền đâm vào Giang Sách trong lòng. Một bên khóc vừa nói, ta nghĩ đến ngươi chết, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta cho là chúng ta đường cũng chỉ có thể đi tới nơi này. Sách, ngươi không có chết thực sự thật tốt quá, thật tốt quá. Giang Sách nhìn Đinh Mộng Nghiên bị mài hỏng chân, nhìn nàng chật vật không chịu nổi bộ dạng. Trong lòng đã chua xót lại cảm động. Đinh Mộng Nghiên có thể vì hắn làm được tình trạng này, vậy nói rõ đoạn này ngày giờ trả giá vẫn là đáng giá. Đinh Mộng Nghiên, là đáng giá Giang Sách đánh đổi mạng sống đi a hộ nữ nhân. Hắn dùng lực ôm chặt Đinh Mộng Nghiên, vuốt ve sau lưng của nàng an ủi, không sao, hết thảy đều quá khứ. Đang an ủi rồi rất lâu sau đó, Đinh Mộng Nghiên hỏi, ngươi là làm sao trốn ra được? Heo mập bọn họ. Giang Sách thuận miệng viện cái hoảng sợ, vừa vặn cảnh sát trải qua, đem heo mập đều mang đi, ta cũng vì vậy được cứu. Ngươi xem, cảnh sát thúc thúc còn cho mượn ta một chiếc xe máy. Được rồi, xe của ngươi rồi. Đinh Mộng Nghiên thở dài, một lời khó nói hết, ta chậm rãi nói cho ngươi. Sau đó, Đinh Mộng Nghiên ngồi trên xe máy, hai tay ôm chặt lấy Giang Sách, thân thể dán tại Giang Sách sau lưng của trên. Tiếng động cơ ầm vang. Gió mát hiu hiu thổi hai người khuôn mặt. Dương Quang cuối cùng gian khổ sau, ở trải qua một kiện sự này sau đó, Đinh Mộng Nghiên càng thêm khẳng định, nàng một năm này đợi là đáng giá, Giang Sách cũng càng thêm xác định, hắn một năm sau trở về là chính xác. Hai khỏa nguyên bản chia lìa tâm, từ từ, giao hòa rồi. Đêm khuya, Phạm Nhã Tĩnh về đến nhà tắm rửa một cái, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hồi tưởng lại chuyện ban ngày. Cảm thấy hàng loạt nghĩ mà sợ. Đang nằm, liền nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Đã trễ thế này còn có người tới. Phạm Nhã Tĩnh đứng dậy ra ngọa thất, vừa mới mở ra môn muốn nhìn một chút là ai tới, kết quả là chứng kiến heo mập mang theo nhất bang tiểu đệ đứng ở cửa. Chỉ là vào lúc này heo mập cùng ban ngày thấy tưởng như hai người. Thời khắc này heo mập, mặt mũi bầm dập, một con cánh tay còn giúp lấy băng vải. Toàn thân cao thấp thanh nhất khối tử nhất khối. Hầu như thì nhìn không đến địa phương tốt. Phạm Nhã Tĩnh hách liễu nhất đại khiêu, cho rằng heo mập là tới tính sổ. Nàng lui về phía sau hai bước, sợ đến hô, heo mập ca ca. Người có thể coi là sổ sách phải đi tìm Giang Sách, tìm Đinh Mộng Nghiên, tất cả mọi chuyện không có quan hệ gì với ta a. Nàng còn đang suy nghĩ làm sao đem nồi đều bỏ rơi, nào ngờ, heo mập mang theo toàn bộ thủ hạ. Đứng ở cửa khom người bái thật sâu, la lớn, đối với. Không phải, bắt đầu. A cáp. Phạm Nhã Tĩnh vẻ mặt mộng bức, hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình nghe lầm. Heo mập ngẩng đầu, nhận nhận chân chân nói rằng, chúng ta là vì chuyện ban ngày tới nói xin lỗi. Lúc đó ngài cho ta danh thiếp, cho nên ta mới có thể đi tìm tới. Chẳng qua là ta không có hai vị khác địa chỉ. Cho nên không có cách nào khác trước mặt đối với bọn họ tiến hành xin lỗi. Cho nên, heo mập xuất ra ba cái hộp, tự tay đưa tới. Nơi này là một chút tâm ý của ta, trong đó nhất phần là cho ngài, mặt khác hai phần cũng xin ngài thay chuyển giao cho hai vị khác. Ban ngày sự tình, thật là ta không đúng. Xin lỗi. Phạm Nhã Tĩnh run sợ trong lòng nhận lấy ba cái hộp, nhẹ nhàng mở ra một người trong đó. Bên trong chứa là một khối sức lao động sĩ đồng hồ nổi tiếng. Khá lắm, xuất thủ rất xa hoa, đúng là thành tâm thành ý nói áy náy. Chỉ là Phạm Nhã Tĩnh không rõ, vì sao ban ngày diễu võ dương oai, kêu đánh tiếng kêu giết heo mập. Lúc này lại trở nên như là một cái mập trùng. Ban ngày nàng sau khi rời khỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đêm khuya, Giang gia cũ biệt thự. Đinh Mộng Nghiên tắm rửa xong mới vừa đi ra phòng tắm, phòng ngủ điện thoại liền vang lên. Nàng đi tới chuyển được, bên đầu điện thoại kia truyền đến Phạm Nhã Tĩnh thanh âm, Mộng Nghiên, người đã ngủ chưa? Đinh Mộng Nghiên vừa nghe đến thanh âm của nàng liền chân mày không phải triển khai. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, cúi chào. Ai, chờ một chút,
Phạm Nhã Tĩnh sốt ruột nói rằng, ta gọi điện thoại tới chủ yếu có mấy chuyện muốn nói với ngươi. Đệ nhất, ta muốn vì chuyện ban ngày nói với ngươi một câu, xin lỗi, đệ nhị. Ta không phải đem ngươi xe rời đi nha, ngày mai ta khiến người ta cho ngươi đưa trở về. Đệ tam, Phạm Nhã Tĩnh ấp úng, hơn nữa ngày cũng không nói đi ra. Đinh Mộng Nghiên hơi không kiên nhẫn nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Phạm Nhã Tĩnh trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Mộng Nghiên, chồng ngươi hắn ban ngày đều đối với heo mập ta đã làm gì a? Đây mới là nàng vấn đề quan tâm nhất. Đinh Mộng Nghiên sửng sốt một chút. Giang Sách có thể đối với heo mập làm cái gì? Không phải cảnh sát đi ngang qua đem heo mập mang đi sao? Không có làm cái gì a? Không có làm cái gì? Phạm Nhã Tĩnh không tin, không có làm cái gì, làm sao heo mập liền biến mập trùng? Toàn thân bị đánh không có một khối địa phương tốt, thái độ càng là nhún nhường kỳ cục. Phạm Nhã Tĩnh nói rằng, mới vừa heo mập tới tìm ta, ngươi biết không, hắn cư nhiên chủ động theo ta chịu nhận lỗi. Còn đặc biệt dặn ta nhất định phải hướng ngươi, đặc biệt chồng ngươi biểu đạt áy náy của hắn. Thực sự, hắn dường như đặc biệt sợ chồng ngươi. Mộng Nghiên, ngươi nói cho ta biết, đến cùng Giang Sách đối với heo mập làm cái gì, làm cho hắn sợ thành cái dáng vẻ kia. Kỳ thực Đinh Mộng Nghiên cũng là không hiểu ra sao. Nàng nhìn thấy Giang Sách thời điểm, heo mập đã bị, giải quyết rồi, có lẽ là heo mập bị cảnh sát mang đi, yên lành, giáo dục, một cái lần. Cho nên mới phải có chút thu liễm. Đinh Mộng Nghiên nói rằng, ta là thực sự cái gì cũng không biết, ngươi không nên hỏi. Được rồi, na, ta đây liền treo. Song phương mỗi người cúp điện thoại. Lúc này, cửa phòng mở ra, Giang Sách mang theo một cái túi lớn đi đến. Đinh Mộng Nghiên hiếu kỳ hỏi, ngươi đêm hôm khuya khoác chạy đi nơi nào? Trong tay Sách đây là cái gì nha? Giang Sách mỉm cười. Tự tay từ túi tử bên trong lấy ra hai cái đóng gói phi thường tuyệt đẹp hộp, đem bên trong một cái đưa cho Đinh Mộng Nghiên. Mở ra nhìn. Cái gì nha, thần thần bí bí. Đinh Mộng Nghiên thuận tay mở ra đóng gói, mở hộp ra, ở bên trong chứa là một bộ mới tinh iPhone điện thoại di động. Nàng phốc suy vui vẻ. Sách, người đêm hôm khuya khoác đi ra ngoài, chính là vì mua cho ta cái này à. Đúng vậy. Giang Sách đem một chiếc hộp khác cũng mở ra, cũng là một bộ điện thoại di động mới, hai chúng ta điện thoại di động đều phá hủy, cho nên ta đặc biệt mua hai bộ điện thoại di động mới, vẫn xứng bị rồi mới tinh tình lữ điện thoại di động xác. Đinh Mộng Nghiên nắm trong tay, cảm giác thật ấm áp, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói rằng, ai muốn với người dùng tình lữ điện thoại di động xác, hanh. Thích không? Giang Sách hỏi. Đinh Mộng Nghiên xấu hổ gật đầu thích. Buổi tối. Hai người lưng đâu lưng nằm ở trên giường, ai cũng muốn xoay qua chỗ khác ôm đối phương, nhưng luôn là bị hại xấu hổ cho ngăn trở. Ở đi vào giấc ngủ trước, Đinh Mộng Nghiên nhẹ nhàng mở ra điện thoại di động mới, biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho Giang Sách, lão công, ngủ ngon. Giang Sách nhìn nhận được tin nhắn ngắn, quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường đưa lưng về mình Đinh Mộng Nghiên, cảm giác mình làm hết thảy đều là đáng giá. Lại một lần nữa. Giang Sách thưởng thức được bị ái tư vị. Sáng sớm hôm sau, Giang Sơn ấn Giang Nam khu phân bộ, đại lâu tầng chót. Giang Sách đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, chắp hai tay sau lưng, trông về phía xa Giang Nam khu cảnh sắc phong cảnh. Bình nước đi đến, mỉm cười nói, thống suất, hôm nay người khí sắc phi thường tốt ha. Giang Sách sửng sốt một chút, ân. Thống suất, dĩ vãng mặt ngươi nếu lãnh xương. Ở bên cạnh ngươi ngây người mấy phút sẽ cảm thấy hàn lãnh, nhưng hôm nay ngươi, giống như một mặt trời nhỏ vậy ấm áp. Nếu như ta không có đoán sai, ngày hôm qua ngươi giúp thê tử đại ân, giữa phu thê cảm tình tiến hơn một bước a. Giang Sách không nói. Từ trước đến nay quả quyết sát phạt chính hắn, cũng sẽ có xấu hổ nhất khắc. Trầm mặc, vậy đại biểu thừa nhận. Giang Sách nói sang chuyện khác, hỏi, gần nhất công ty có cái gì đặc biệt sự tình sao? Bình nước hồi đáp, cũng không còn đặc biệt gì sự tình, đơn giản chính là cùng vẽ còn tập đoàn lục đục với nhau. Mặt khác, mỗi bên ra phái người qua đây tìm kiếm hợp tác. Như là ngày hôm qua, Thánh Thái Tửu Trang phái người tới tặng hai bình rượu, biểu thị hữu hảo quan hệ, hy vọng về sau có thể có sở hợp tác. Thánh Thái Tửu Trang. Giang Sách hỏi, chưa có nghe nói qua.
Minh Nước giải thích, Thánh Thái Tửu Trang là Giang Nam khu địa phương xí nghiệp. Trăm năm cửa hiệu lâu đời, rượu của bọn hắn, chưa bao giờ đi ra ngoài, chỉ ở Giang Nam khu bán. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, Thánh Thái Tửu Trang chính là như vậy. Nhà bọn họ rượu, thế giới đỉnh cấp, đồng thời đẩy ra, Thiên Tôn, Mà Thánh, Nhân Vương, ba cái series. Thiên Tôn, Mà Thánh, Nhân Vương. Giang Sách nở nụ cười. Cái này ba cái series tên thật đúng là có quá lớn, bọn họ khống chế được sao? Minh Nước tiếp tục nói, cái này ba cái series, đều là nhất đẳng tốt rượu, loại kém nhất loại này, Nhân Vương, series, na đều bán được 10-10 ngàn một chai, Thiên Tôn, series càng là có tiền mà không mua được, có thể gặp không thể cầu. Trên thị trường một bình rượu có thể bán được trên 1 triệu. Giang Sách có chút ngoài ý muốn, một bình rượu bán hơn 100 vạn. Đúng vậy, bởi vì, Thiên Tôn, series rượu phi thường khó chế tác, mỗi một năm chỉ có thể sinh sản 10 bình tả hữu, nói là người thường uống có thể cường thân kiện thể, bệnh nhân uống có thể trị liệu tật bệnh, khôi phục kiện khang, mặc dù có nói ngoa chi ngại, nhưng nói rõ loại rượu này công hiệu phi thường tốt, vị càng là siêu nhất lưu. Dừng một chút, Bình Nước tiếp tục nói, ngày hôm qua Thánh Thái Tửu Trang đưa tới 2 bình rượu, chính là 2 bình Thiên Tôn. Nói cách khác, lập tức tặng hơn 2 triệu. Vận may không nhỏ. Lúc này, Giang Sách nhận được thê tử Đinh Mộng Nghiên đánh tới một trận điện thoại. Uy, lão công, người đang ở đâu a? Ở công ty. Buổi tối có không sao? Mẹ ta lão đồng sự ngày hôm nay sinh nhật, mời chúng ta toàn ra đi ăn cơm. Người lái xe đưa chúng ta đi qua đi. Tốt. Được rồi, nhớ kỹ mang theo lễ vật a, đừng lưỡng thủ không không. Kỳ cục. Đã biết. 4 giờ rưỡi chiều ăn, người đừng bỏ lỡ thời gian, địa chỉ ta phát đến điện thoại di động ngươi. Ok. Cúp điện thoại, Giang Sách đối với Bình Nước nói rằng, cái này Tửu Trang. Về sau có thể suy nghĩ hợp tác nhìn. Mặt khác, ta cho ngươi một cái địa chỉ, đêm nay 4 giờ rưỡi. Giúp ta tiễn một chai Thiên Tôn đi qua. Minh Nước gật đầu, tuân mệnh. 4 giờ chiều thời điểm, Giang Sách đúng giờ về đến nhà, cùng Đinh Mộng Nghiên cùng với nhạc mẫu Tô Cầm cùng nhau, lái xe tới đến rồi một nhà phản điếm, tiến nhập ghế lô. Đi vào, liền thấy vây quanh cái bàn ngồi nhiều người, tất cả đều là Tô Cầm đồng sự. Trong đó, ngồi ở chủ vị, là một lần này thọ tinh lão Tần Dong, bình thường trong công ty bối phận khá cao. Tô Cầm cũng phải xưng hô nàng một tiếng, tỷ. Tỷ, ta tới rồi. Tô Cầm vừa cười vừa nói. Ân, nhanh lên tọa, mọi người chúng ta có thể chờ ngươi đã lâu. Ngươi không tới nữa, chúng ta không muốn đem thức ăn đều ăn hết. Tô Cầm cười ngồi xuống. Đinh Mộng Nghiên cùng Giang Sách cũng theo ngồi xuống. Tần Dong nhìn một chút Đinh Mộng Nghiên, nói rằng, ta đây ngoại sinh nữ là càng ngày càng đẹp. Nguy nguy a. Lúc này. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ nữ sinh khinh thường nói, dáng dấp xinh đẹp nữa thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là gả cho một cái kinh sợ bao đản, ngay cả người không biết chết đến người nào vậy, một người thủ sống quả, thật đáng buồn a hát. Nói lời này, thực sự là Tần Dong nữ nhi Hạ Đồng. Từ nhỏ Hạ Đồng đã bị đem ra cùng Đinh Mộng Nghiên tương đối. Kết quả mọi thứ bại bởi Đinh Mộng Nghiên, không bằng Đinh Mộng Nghiên đẹp, cũng không bằng Đinh Mộng Nghiên thành tích tốt. Gia thế cũng không bằng Giang gia. Cho nên, Hạ Đồng vẫn luôn rất ghen ghét Đinh Mộng Nghiên. Thẳng đến Đinh Mộng Nghiên gả cho Giang Sách, khẩu khí này cuối cùng mới có ra địa phương, mỗi khi gặp phải Đinh Mộng Nghiên, nàng phải đào khổ một phen. 8 năm qua, không biết nhục nhã qua Đinh Mộng Nghiên bao nhiêu lần. Tần Dong cố ý làm bộ không nghe thấy, tùy ý Hạ Đồng nói bậy. Tô Cầm có chút tức giận, đề cao giọng nói rằng, nếu nói đến đây rồi, vừa vặn. Ta cũng nhân cơ hội này cho đại gia giới thiệu một chút ta cô ra Giang Sách. Nói, nàng dùng ngón tay Giang Sách, mỉm cười nói cái này một vị. Chính là ta cô ra Giang Sách, chút thời gian trước hắn vừa trở về. Toàn trường người ngây ngẩn cả người. Diễu cợt một năm, vai nam chính, đã trở về. Hạ Đồng nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, vừa cười vừa nói, sách sách sách, lại còn có khuôn mặt trở về. Chính mình tại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, đem bụng bự lão bà bỏ ở nhà mặt. Thật không biết xấu hổ, ta muốn là ngươi, chính mình đào cái lỗ đem mình chôn, vừa chết chăm, tiết kiệm khắp nơi mất mặt xấu hổ.
Ninh Mộng Nghiên cùng Tô Cầm sắc mặt đều trầm xuống. Bữa cơm này còn có ăn hay không? Tần Dong tằng hắng một cái, đẩy Hạ Đồng một cái, đối với Giang Sách nói rằng, người có thể trở về là tốt rồi, người một nhà thôi, có cái gì không qua được mấu chốt, điểm quyết định. Được rồi Giang Sách, người một năm này ở kinh thành lẫn vào thế nào a? Giang Sách nhàn nhạt trả lời một câu, mã mã hổ hổ. Mã mã hổ hổ. Ha ha, vừa nghe cũng biết lẫn vào không tốt. Tần Dong tiếp tục truy vấn, vậy ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền trở về a? Mộng Nghiên vì ngươi đính bụng bự một mình trông phòng cả năm, ngươi được bù đắp nàng a? Giang Sách thấp giọng nói rằng, nói ra thật xấu hổ, lần này trở về cũng không có mang tiền gì. Vì đối kháng vẽ còn tập đoàn, Giang Sách ẩn tàng rồi thân phận thật cùng tài phú, hiện tại không có mấy người biết hắn đã khôi phục chiến thần thân phận. Càng không biết hắn là kinh thành Giang gia gia chủ, Giang Nam khu Giang Sơn Ấn chủ tịch. Cho nên chỉ là từ trên mặt nổi xem, hắn quả thực không bao nhiêu tiền. Tần Dong trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, mặt mang giễu cợt nói rằng, một cái tử chưa từng mang về, người cũng không cảm thấy ngại bước vào Đinh gia đại môn. Da mặt cũng quá dày a, người chọn tại ngoại lăn lộn một năm, một mao tiền đều kiếm không đến, thật là trong phế vật phế vật. Nàng lắc đầu. Nhìn về phía Tô Cầm, muội muội a, ta thực sự là vì ngươi cảm thấy thương cảm, càng đối với ngươi cảm thấy đáng trách. Ngươi làm sao lại gả con gái cho như vậy một cái kẻ bất lực? Đây không phải là đem nữ nhi đẩy vào hố lửa sao? Những lời này nói ra, toàn trường đều yên lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.